toàn dân xuyên qua tận thế thế giới, tang thi, biến dị thú, các loại thiên tai quét tới. Làm thế nào con người có thể sống sót trong tình trạng điên rồ này? Thái Tổ Bác, Thủy Hoàng Đỉnh, xem ràng buộc truyền kỳ đồ làm bếp hệ thống đổ vũ phạm du long tận thế. Chương 1 Bắt đầu một cái bác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhân loại Lam Tinh thân mến, xin chào Hoan nghênh ngài đi tới tận thế thế giới đây là một thế giới được phóng đại gấp 10 lần so với Blue Star, một thế giới mà 7 tỷ người, bao gồm cả bạn, sẽ phải vật lộn để tồn tại. Tàn thi điên cuồng, sinh vật biến dị khủng bố, thiên tai thần quỷ khó lường, tất cả nhân tố khiến ngươi tuyệt vọng và sợ hãi, nơi này cái gì cần có đều có. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, dù sao địa điểm sinh ra không nhất định an toàn, nếu vận khí của ngài không tốt, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng nhận cơm hộp ngay từ đầu con đường sống của ngài đã chính thức mở ra chúc ngài may mắn đỗ vũ phàm từ một gian bình thường trong nhà trọ tỉnh lại trong đầu còn quanh quẩn mạc thế thế giới nhắc nhở giọng nói sau khi từ trên giường ngồi dậy đỗ vũ phàm xoa xoa huyệt thái dương giảm bớt cơn đau nhức trong đầu tất cả người chơi thuộc tính đều đã số liệu hóa vả lại giá trị ban đầu đều là không mời người chơi mở ra thuộc tính bản xem xét chính mình ban đầu thuộc tính mạc thế thế giới đều dựa toàn thuộc tính tiến hành tăng lên dù sao có khuyết điểm, liền ý nghĩa chết nhanh. Đỗ Vũ Phàm căn cứ mặt thế thế giới nhắc nhở âm, mở ra thuộc tính bản, xem xét lên chính mình ban đầu thuộc tính. Danh hiệu Không, huân chương Không, giá trị lực lượng Không, lực lượng ban đầu 100 cân, một điểm lực lượng ước chừng bằng 10 cân, giá trị nhanh nhẹn Không, tốc độ ban đầu 100 mét 15 giây, giá trị nhanh nhẹn tăng lên có thể tăng tốc độ và khả năng nhảy, trí lực giá trị. Không, ban đầu kỹ xảo giá trị 10 điểm, một điểm trí lực giá trị 2 điểm kỹ xảo giá trị, sử dụng chủ động kỹ năng sẽ tiêu hao kỹ xảo giá trị, giá trị thể lực. Không, ban đầu giá trị sinh mệnh 100 điểm, một điểm thể lực giá trị 10 điểm sinh mệnh giá trị, giá trị sinh mệnh tăng lên đồng thời, có thể tăng cường sức chịu đựng, kỹ năng chủ động. Không, giới hạn kỹ năng là một kỹ năng bị động. Không, giới hạn kỹ năng là 2 nhìn thấy bản thuộc tính ngắn gọn nhưng toàn diện đỗ vũ phàm rốt cục ý thức được hết thảy vừa rồi đều là thật chuyện xảy ra trong tiểu thuyết lại trở thành sự thật đỗ vũ phàm ở giáng lâm đến tận thế thế giới trước đó còn đang xem một quyển toàn dân cầu sinh loại tiểu thuyết không nghĩ tới chính mình cũng bị truyền tống đến một cái gọi là tận thế thế giới không hề ông bất kỳ ảo tưởng nào đỗ vũ phàm nhanh chóng kiểm tra vị trí của mình cũng dự định thu thập hết thảy vật tư hữu dụng nhìn thấy hết thảy quen thuộc chung quanh, Đỗ Phạm Vũ hiểu được địa điểm mình sinh ra chính là ở trong phòng trọ nhỏ của mình. Đỗ Vũ Phạm từ nhỏ đã là một cô nhi, trước mắt làm việc ở một công ty nhỏ ở Ma Đô, mỗi ngày sau khi tan tầm liền ở trong phòng trọ nhỏ của mình, đần độn sống qua ngày. Đỗ Vũ Phạm vội vàng xuống giường, chạy tới phòng bếp. Ở tận thế bên trong, đệ nhất trọng yếu vật tư chính là thức ăn cùng nước uống. Đỗ Vũ Phạm ngày thường không có thói quen lưu trữ thức ăn, nhưng vì phòng ngừa mình nửa đêm đói bụng, vẫn chuẩn bị một ít mì ăn liền và nước khoáng. Sau khi đi vào phòng bếp, Đỗ Vũ Phạm lập tức mở tủ lạnh ra, nhìn xem 10 túi mì ăn liền và hai chai nước khoáng mình vừa mua hôm qua có còn ở đó hay không. Kết quả khiến Đỗ Vũ Phạm thất vọng, nhìn tủ lạnh trống rỗng, tâm trạng Đỗ Vũ Phạm vô cùng sa sút, nặng nề đóng cửa tủ lạnh lại. Là tất cả mọi người bắt đầu bằng không vật tư. Hay là chỉ có ta bắt đầu đồ khó địa ngục a? À? Đang lúc đổ vũ phàm buồn bực tiếp tục lục lọi, âm thanh nhắc nhở mạc thế giới vang lên. Tất cả người chơi đều đã thành công sinh ra mạc thế giới, hiện tại bắt đầu phát quà cho tân thủ. Tận thế thế giới nhắc nhở âm sau khi kết thúc, một cái cứng vỏ giấy rương liền đổi mới ở trước mặt mình, cứng vỏ giấy rương mặt trên còn đặt một thanh lưỡi dao ước chừng 20cm chủy thủ. Đỗ Vũ Phàm cầm lấy con dao găm này, cẩn thận quan sát. Nhìn dao găm phát ra từng trận hàng quang, Đỗ Vũ Phạm biết dao găm này không tầm thường. Dao găm bình thường sẽ không có lưỡi dao dài như vậy, xem ra dao găm này không chỉ để cho người ta dùng để mở rương, hẳn là vũ khí tân thủ mạc thế giới phát cho mọi người. Đỗ Vũ Phạm dùng chủy thủ rạch ra thùng giấy cứng, xem xét phần thưởng tân thủ mạc thế giới phát cho hắn. 10 hộp bánh quy nén 500 g 5 chai nước khoáng 2 lít, một chiếc đồng hồ cơ khí. Chỉ có mấy thứ này thôi sao? đỗ vũ phàm không tin mạc thế thế giới keo kiệt như vậy liền cho một ít vật tư cơ bản như vậy vì thế đem vật tư trong thùng giấy cứng đổ ra nhìn xem có phải có vật gì bị đặt ở phía dưới cùng hay không gì đây là cái gì sau khi đỗ vũ phàm chuyển tất cả vật tư ra ngạc nhiên phát hiện có một cái bát gốm bị đặt ở phía dưới cùng đỗ vũ phàm có chút không nói gì cầm lấy cái bát gốm hơi cũ nát này đây là muốn làm gì bảo tôi đi tìm tang thi xin cơm sao đang lúc đổ vũ phạm chuẩn bị ném cái bát gốm này sang một bên, trong đầu vang lên một thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được bát thái tổ, kích hoạt hệ thống vật phẩm truyền kỳ. Không gian lưu trữ đã được kích hoạt, thể tích ban đầu của không gian lưu trữ là một mét khối, có thể lưu trữ mọi thứ ngoại trừ vật sống và lưu lượng thời gian của không gian lưu trữ là không. Đánh chết 100 tang thi hoặc biến dị thú có thể thăng cấp hệ thống dụng cụ làm bếp truyền kỳ, sau khi thăng cấp có thể đạt được thủy hoàng đỉnh tiến độ trước mắt là không một trăm quả nhiên không gian lưu trữ kinh điển mùi vị quen thuộc cảm giác quen thuộc kịch bản nhân vật chính đã nắm chắc đỗ vũ phàm lại quan sát cái bát gốm cũ nát kia thái tổ bát chẳng lẽ là chén mà hoàng đế khai quốc đại minh chu nguyên chương dùng lúc xin cơm đang lúc đỗ vũ phàm buồn bực thuộc tính của thái tổ bát trực tiếp hiện lên trước mắt đỗ vũ phàm thái tổ bát Đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương làm hành tăng lúc sử dụng bát, ăn trong bát đồ ăn lúc, có thể gia tăng toàn thuộc tính 0.5 điểm, mỗi ngày có hiệu lực một lần, có phải tiến hành ngụy trang bát thái tổ hay không? Cái bát thái tổ này lại có thể thăng cấp thuộc tính. Cũng không biết thuộc tính 0.5 này tăng lên có thể đối với tố chất thân thể tăng lên bao nhiêu. Đỗ Vũ Phàm biết rõ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Đỗ Vũ Phàm sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với những người khác nếu bị người khác nhìn thấy mình dùng bát gốm trách nát như vậy nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Tiến hành ngụy trang bát thái tổ. Đỗ vũ phàm tâm niệm vừa động, bát thái tổ liền biến thành một cái bát inốt bình thường. Sau khi ngụy trang xong bát thái tổ, đỗ vũ phàm khẩn cấp bắt đầu thí nghiệm hiệu quả của bát thái tổ. Đỗ vũ phàm mở ra một bao bánh bích quy nén, sau khi bẻ nát hai khối bánh bích quy, bỏ vào trong bát thái tổ. Mang theo tâm tình kích động, Đỗ Vũ Phàm cầm một nắm bánh bích quy nén lớn ném vào trong miệng. Đỗ Vũ Phàm chưa từng ăn qua bánh bích quy nén trực tiếp bị sặc ho khan. Khụ khụ. Đồ chơi này thật không phải là đồ ăn cho người. Đỗ Vũ Phàm vội vàng mở một chai nước khoáng, uống ưng ực. Sau khi uống một ngụm nước lớn, Đỗ Vũ Phàm bình tĩnh lại, mở bản thuộc tính ra xem giá trị thuộc tính của mình có biến hóa hay không. Quả nhiên giống như miêu tả của Thái Tổ Bác. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực của Đỗ Vũ Phàm đều biến thành 0.5, giá trị sinh mệnh tăng lên 105, giá trị kỹ xảo tăng lên 11. Hơi hoạt động một chút thân thể, Đỗ Vũ Phàm quả thật cảm giác được lực lượng cùng tốc độ của mình đều có một chút hơi tăng lên, nhưng là cũng không phải phi thường rõ ràng. Đỗ Vũ Phàm sau khi nhìn thấy tố chất thân thể của mình tăng lên, rất có một loại cảm giác được lũng vọng thục, không khỏi cảm thán nói. Ai? mỗi ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần, nếu mỗi bữa cơm đều có thể có hiệu lực một lần, bánh bích quy nén tôi trực tiếp ăn đến nôn. Xác nhận hiệu quả tăng thuộc tính của bác Thái Tổ, Đỗ Vũ Phạm quét sạch bánh bích quy áp súc còn lại trong bát, dù sao sau khi ăn xong 10 hộp bánh bích quy áp súc này, bữa tiếp theo đi đâu tìm còn không có manh mối, ở tận thế trong thế giới, lãng phí thức ăn chính là phạm tội lớn nhất. Sau khi ăn xong bánh bích quy nén, Đỗ Vũ Phạm kéo rèm cửa sổ phòng trọ ra. Đỗ Vũ Phàm sinh ra đến tận thế thế giới thời điểm, thời gian đã tương đối muộn, lúc này ngoài cửa sổ bầu trời đã dần dần âm u xuống. Cảnh phố xá vốn quen thuộc lúc này đã thay đổi lớn, ngựa xe như nước ngày xưa đã sớm bị tan thi du đảng chung quanh thay thế. Từng vũng máu đỏ sậm cùng hài cốt trách nát tứ tán kể lại câu chuyện trước khi nhân loại lam tinh ra đời. Thỉnh thoảng vang lên zombie gào thét, nhắc nhở mọi người, đây cũng không phải là một giấc mộng, mà là một cái thế giới chân thật. Đỗ Vũ Phàm thấy mấy đôi mắt tan thi đỏ như máu nhìn về phía mình, vì thế lập tức kéo rèm cửa sổ lại. Cẩn thận trước đi, chờ thuộc tính cao một chút rồi tính tiếp. Đỗ Vũ Phàm nằm trên giường, chuẩn bị lên kế hoạch cho tương lai. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở mạc thế giới vang lên. 70 ức zombie đã toàn bộ sinh ra, vật tư rương cũng đã đồng bộ đổi mới hoàn tất, càng cao cấp trương vật tư thu hoạch độ khó cũng sẽ càng cao, 14 ngày sau, đem mở ra vòng thứ nhất thiên tai. Sơ cấp khốc nhiệt, vòng thứ nhất thiên tai sẽ duy trì 14 ngày. Kế tiếp là vòng thứ nhất thiên tai dự báo, dự báo đã đồng bộ đến thuộc tính bản, có thể tùy thời xem xét. Nhiệt độ ban đầu rất cao. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên 50 độ C, thực phẩm thối rửa nhanh gấp đôi và nguồn nước cạn kiệt hoàn toàn và chỉ có thể lấy nước từ các thùng chứa. Nghe xong mặt thế giới nhắc nhở âm thanh, đổ vũ phàm trực tiếp từ trên giường vọt lên cái này còn cẩu cái lông a chương 2 bạch ngân vật tư rương bạn đang nghe tại truyện chấm audio vốn đỗ vũ phàm còn định dựa vào những cái bánh bích quy áp súc này vài ngày sau khi tăng thêm một ít thuộc tính mới ra cửa nói như vậy đối mặt tan thi sẽ càng nắm chắc một chút dù sao mạng nhỏ chỉ có một nhưng vòng dự báo thiên tai đầu tiên bất thình lình này đã hoàn toàn dập tắt hy vọng nâng cao thuộc tính của đỗ vũ phàm Nhiệt độ cao 50 độ cũng đã làm cho người ta khó có thể chịu đựng được, trong lúc thiên tai vật tư cực độ thiếu hụt thì lại càng trí mạng. Thức ăn thối rửa tốc độ gấp bội ngược lại là không cần lo lắng, dù sao chính mình lưu trữ không gian bên trong thời gian lưu tốc là không, không cần lo lắng đồ ăn thối rửa. Nhưng nguồn nước này cạn kiệt thật sự là muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Mặc dù lấy được bình chứa nước cũng không được, dưới nhiệt độ cao 50 độ, tốc độ bốc hơi nước cực nhanh chỉ có bình kín mới tốt hơn một chút. Hơn nữa con người trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, nhu cầu đối với nước cũng phi thường lớn, chỉ có dự trữ được đầy đủ tài nguyên nước mới là an ổn vượt qua nhiệt độ ban đầu khốc liệt. Thời gian chuẩn bị cho đổ vũ phàm chỉ có 14 ngày, căn bản không đủ thời gian để đổ vũ phàm cẩu thả, chậm rãi gia tăng thuộc tính. Vừa mới sinh ra ở tận thế thế giới, tận thế thế giới liền cho ngươi đến cái kinh hỷ lớn, nói cho người biết thiên tài tới thời gian. Xem ra tận thế thế giới đối với cẩu hành vi này phi thường bại xích, nghĩ pháp địa cho ngươi đi ông cái này khủng bố tận thế thế giới, may mắn cùng dũng cảm người sẽ được tận thế thế giới ban tặng, nhu nhược cùng đầu cơ người sẽ bị tận thế thế giới trừng phạt. Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, hoàn cảnh hôn ám phản phất trót vào đám tang thi một liều thuốc kích thích, tiếng tru cao vút liên tiếp. Phong trọ của Đỗ Vũ phàm cách âm rất kém cỏi, cảm giác những tiếng gào thét này vang lên bên tai. Đỗ Vũ Phàm trằn trọc phiền não đứng dậy, mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vốn ban ngày đường phố đã chật chội, lúc này đã bị zombie chặn chật như nêm cối. Đỗ Vũ Phàm phòng trọ ở vào thành trung thôn, nhân khẩu mật độ cực lớn, phản ánh ở tận thế trong thế giới, đó chính là chen vai thích cánh zombie bầy. Nhìn tang thi làm da đầu người ta tê dại, trong lòng Đỗ Vũ Phàm không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Nhưng từ mặt khác mà nói, chất lượng thùng vật tư gần nhà trọ của đỗ vũ phạm hẳn là sẽ tương đối cao số lượng cũng có thể tương đối nhiều dù sao căn cứ mạc thế giới nhắc nhở càng khó thu hoạch vật tư rương thu hoạch sẽ càng tốt rủi ro và lợi ích tỷ lệ thuận với nhau tâm tình trầm thấp đỗ vũ phạm một lần nữa kéo rèm cửa sổ tiếp tục nằm trên giường điều chỉnh hô hấp tranh thủ mau chóng tiến vào mộng đẹp mặc kệ như thế nào ngày mai chuẩn bị ra ngoài trước rồi nói sau trong lúc mơ mơ màng màng, thời gian đã đến ngày hôm sau. Đỗ Vũ Phàm dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thoáng qua đeo trên tay ngày hôm qua người mới phúc lợi cho đồng hồ máy móc. Ngày 2 tháng 1 năm mạc thế lịch, 10 giờ 20 phút sáng. Đỗ Vũ Phàm rời giường trước tiên chính là dùng bát đựng hai miếng bánh bích quy nén, trước tiên đem thuộc tính hôm nay tăng lên rồi nói sau. Ăn xong bánh bích quy, đem toàn bộ thuộc tính tăng lên tới một giờ về sau, Đỗ Vũ Phàm uống hai ngụm nước, liền nghiên cứu, như thế nào càng thêm hữu hiệu lợi dụng chủy thủ. Một tất dài một tất mạnh, cầm chủy thủ đi sống mái với tang thi khẳng định không phải là một lựa chọn sáng suốt. Gia tăng khoảng cách công kích của mình, mới là vương đạo chiến đấu với tang thi. Đỗ Vũ Phàm tìm một cán phơi quần áo dài chừng một mét, muốn buộc dao găm vào cán phơi quần áo, như vậy Đỗ Vũ Phàm có thể nhận được một con dao dài đến 20cm nhưng đỗ vũ phàm mân mê hơn nửa giờ cũng không thể cố định con dao găm trên cần phơi quần áo ai trong tiểu thuyết đều là gạt người nhân vật chính khác vì sao đều có thể dễ dàng đem dao phay và cán dài cố định cùng một chỗ đỗ vũ phàm ngừng cố gắng không có hiệu quả nhìn dao găm lung lay trên cán phơi quần áo cái này nếu dùng để đánh tang thi phỏng chừng còn chưa đâm vào đầu tang thi chủy thủ đã bị đặt trên mặt đất nếu vũ khí cán dài không được Đỗ Vũ Phạm liền dùng chủy thủ đem thùng giấy cứng đựng phúc lợi của người mới ngày hôm qua dở thành từng khối, chuẩn bị làm chút trang bị phòng hộ cho mình. Không thể không nói, mà thế thế giới cho thùng giấy cứng chất lượng thật không tồi. Đỗ Vũ Phạm cắt vỏ giấy cứng thành kích thước thích hợp, cố sức cuộn vỏ giấy cứng lại, đeo lên cánh tay nhỏ của mình, lại dùng dây thừng cố định một phen, một cái vỏ giấy đơn giản cứ như vậy làm xong. Lại mặc vào một bộ áo lông rất dày, cầm lên một cái nắp nồi sắt. Đỗ Vũ Phạm coi như đem chính mình cho Vũ Trang đầy đủ. Làm xong tất cả, Đỗ Vũ Phạm rón rén đi tới trước cửa phòng trọ, xuyên qua mắt mèo quan sát tình huống ngoài cửa phòng. Kiến trúc của Đỗ Vũ Phạm ở thôn Thành Trung, trên cơ bản đều là kiến trúc tầng thấp 5,6 tầng được xây dựng vào thập niên 90 của thế kỷ 20, ngoài trừ cầu thang, lối đi nhỏ về cơ bản có thể bỏ qua không tính, hai hộ gia đình cùng một tầng về cơ bản chỉ cách nhau 2,3 mét. Lúc này ngoài cửa phòng không có một vật gì, phi thường an tĩnh, thoạt nhìn phi thường an toàn. Đỗ Vũ Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng, đồng thời khép hờ cửa phòng lại, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp gì, Đỗ Vũ Phàm cũng không muốn đi lấy chìa khóa mở cửa, đem lưng không hề phòng bị của mình bại lộ cho Tang Thi. Sau khi Đỗ Vũ Phàm cất bước đi ra khỏi cửa phòng, liền rón rén đi tới trước cửa phòng hàng xóm. Đi tới trước cửa phòng hàng xóm của mình, Đỗ Vũ Phàm đang chuẩn bị gõ cửa, ai ngờ tay Đỗ Vũ Phàm vừa mới đụng vào cửa phòng, cửa phòng liền két một tiếng, chậm rãi mở ra. Cửa phòng hàng xóm của mình dĩ nhiên không có đóng lại, mà là một trạng thái khép hờ. Hàng xóm của Đỗ Vũ Phàm là một ông lão sống một mình. Tuy rằng bình thường không có gì cùng xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng mình sẽ giúp chút ít cho vị lão nhân gia này. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Đỗ Vũ Phàm cũng không tin một vị lão nhân như vậy sẽ ở hàng lâm tận thế thế giới ngày hôm sau liền chạy ra bên ngoài. Đỗ Vũ Phàm tay phải nắm chặt chủy thủ, tay trái cầm nắp nồi trắng trước người, chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích. Ông Ngô! Ông Ngô có ở đây không? Sau khi đi vào trong phòng, Đỗ Vũ Phàm liền hỏi hai tiếng, nhưng cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Trong phòng tối tăm, tất cả trang trí đều giống như thường ngày, không có tình huống dị thường gì rèm cửa sổ đóng chặt, đổ vũ phàm bật đèn trong phòng, căn phòng tối tăm nháy mắt được thắp sáng. Lúc này một cổ mùi máu tanh như có như không chui vào trong mũi đổ vũ phàm. Quả nhiên có tình huống. Bị mùi máu tanh yếu ớt kích thích, thần kinh đổ vũ phàm lập tức căng thẳng. Đổ vũ phàm chăm chú nhìn lại, chỉ thấy dưới cửa phòng ngủ của ông Ngô, từng bãi máu tươi đang từ trong phòng ngủ chậm rãi chảy ra. Xem ra 8-9 phần 10 Ngô Gia Gia đã gặp phải bất trắc. Trong phòng ngủ của ông Ngô rốt cuộc có cái gì, là tang thi hay là thứ gì đó? Đỗ Vũ Phàm đi tới trước phòng ngủ của ông Ngô, một chân dẫm lên máu dính, loại cảm xúc khác thường này khiến dạ dày Đỗ Vũ Phàm truyền đến hơi khó chịu. Sau khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, một mùi máu tươi nồng nặc đến hít thở không thông truyền đến, tốt xấu gì cũng không khiến Đỗ Vũ Phàm thở hết hơi. Mà cảnh tượng sau cửa phòng ngủ càng làm cho Đỗ Vũ Phàm nôn ra bánh bích quy nén vừa mới ăn không lâu trong phòng ngủ chỉ còn lại có ông ngô nửa người ngã xuống giường cơ quan nội tạng trong khoang bụng rải rác khắp nơi ruột càng theo ga giường chảy xuống rời ở mép giường lúc ẩn lúc hiện đỗ vũ phàm đem một chút dự trữ trong bụng kia nôn ra không còn một mảnh ngay cả mật cũng nôn ra làm cho đỗ vũ phàm trong miệng một trận phát khổ cảnh tượng đẫm máu nhất mà đỗ vũ phàm từng thấy lúc trước chính là vết gà bất thình lình nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy Đỗ Vũ Phàm trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó tiếp nhận. Đỗ Vũ Phàm lau đi mật còn sót lại bên miệng, cố gắng ngăn chặn cảm giác co giật không ngừng truyền đến từ dạ dày mình. Hả? Đó là cái gì? Bị thảm trạng thi thể ông ngô hấp dẫn, Đỗ Vũ Phàm lại bỏ sót một thứ cực kỳ quan trọng. Một thùng vật tư màu bạc đang an tĩnh nằm ở vị trí tủ đầu dương. Học vật tư màu bạc. Căn cứ mặt thế thế giới miêu tả, vật tư trương tổng cộng chia làm 6 cấp, phân biệt là đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, sử thi, truyền kỳ cấp vật tư trương. Học vật tư màu bạc vừa vặn là học vật tư cấp 2. Nhìn thấy rương vật tư màu bạc, đổ Vũ Phạm hưng phấn rất nhiều, ngay cả cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng giảm bớt không ít. Phát rồi. Phát rồi. Đầu óc đổ Vũ Phạm nóng lên, muốn đi qua lấy hộp vật tư màu bạc. Còn chưa đi được mấy bước, Thanh âm quỷ dị ở trong phòng ngủ vang lên, cả Kinh Đỗ Vũ phàm tim đập đều bỏ lỡ mấy nhịp. Hả 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 hả. Hả 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 Một trận sắc bén răng nanh mà sát xương cốt từ trong bóng tối phòng ngủ vang lên. Đỗ Vũ phàm dừng bước, chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng tối ở góc phòng ngủ. Nguy rồi. Nguy rồi. Sao ta lại quên chuyện này chứ? học vật tư bạc trắng làm sao có thể để cho người ta lấy không công a? À? Cũng không thể gửi gắm hy vọng vào tận thế thế giới cho mình một phút lợi lớn. Đỗ Vũ Phàm chậm rãi lui về phía sau, dựa vào vách tường phòng ngủ, che kín ngực mình, thấy rõ thứ gì chui ra từ trong bóng tối. Cốc. Đỗ Vũ Phàm khó khăn nuốt nước miếng, cả người cũng không tự chủ được run rẩy. Sao lại là đồ khốn kiếp này? Chương 3 Kịch chiến cho biến dị bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chủ nhân của tiếng nghiến răng bén nhọn trong bóng tối rốt cục hiện thân trước mắt Đỗ Vũ Phàm. Đúng là một con chó giữ biến dị dài gần một m. Bộ lông rối rắm loang lỗ, sắc mặt dài nhỏ, loáng thoáng có thể nhìn ra chó biến dị trước khi biến dị là một con chó tét đi. Quả nhiên là nó. Nhìn biến dị khuyển có chút quen thuộc trước mắt, Đỗ Vũ Phàm trong lòng không khỏi kinh hô. Khi còn sống ông Ngô nuôi một con tét đi già, ông Ngô và con Teddy đi già này sống nương tựa lẫn nhau, vô cùng cưng chiều Teddy đi già, bởi vậy con chó Teddy đi này dưỡng thành cá tính vô cùng nóng nảy. Mỗi khi Đỗ Vũ Phàm móc chìa khóa mở cửa phòng trọ của mình, con chó Teddy đi này cũng có thể nghe thấy động tĩnh mà sủ điên cuồng trong phòng ông Ngô. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi lần Ngô Gia Gia nhìn thấy Đỗ Vũ Phàm, đều xin lỗi chó giữ nhà mình. Lúc này trong miệng chó giữ biến dị đang treo một bắp chân giống người, chỗ gãy bắp chân còn đang không ngừng chảy ra máu, nhỏ giọt trên sàn nhà, phát ra âm thanh tích tích đáp đáp. Không ngờ ông Ngô lại mất mạng trong miệng chó yêu của mình. Đôi mắt đỏ như máu của chó giữ biến dị, gắt gao nhìn chầm chầm đổ vũ phàm, đầu chó vung lên, ném bắp chân trong miệng sang một bên, nước bọt tanh hôi trộn lẫn với máu lưu lại trong miệng chó, càng không ngừng chảy ra từ bên miệng chó giữ. Xem ra tên súc sinh này cảm thấy thịt của lão nhân quá củi. Lúc này máu thịt trẻ tuổi mới mẻ của Đỗ Vũ Phàm càng thêm mỹ vị mê người. Ưm. Ừ. Biến dị ác khuyển hơi đem thân thể nằm sắp xuống, trên người không nhiều lông nổ tung, phía trước hai chân căng thẳng, trong miệng phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Hai chân Đỗ Vũ Phàm rung lên, nhưng vẫn cố nén ý nghĩ quay đầu chạy trốn. Trước mắt biến dị ác khuyển hình thể không lớn, thoạt nhìn cũng không lấy lực lượng làm sở trường, phỏng chừng trưởng thành phương hướng là nhanh nhẹn tính. Hiện tại đổ vũ phàm và chó giữ biến dị đồng thời bị vây trong phòng ngủ nhỏ hẹp, tính nhanh nhẹn của chó giữ biến dị sẽ giảm mạnh, đổ vũ phàm là người có thể tìm được cơ hội liều mạng với chó giữ biến dị. Nhưng là nếu như lần này chạy trốn, để biến dị chó giữ rời đi ngô gia gia gian phòng, như vậy rắc rối phức tạp thành trung thôn, khắp nơi có gốc chết cũ kỹ kiến trúc liền sẽ trở thành biến dị chó giữ tốt nhất bãi săn bắn. Đỗ Vũ Phàm cũng không hy vọng trong hành động sau này đều phải đề phòng một con chó giữ biến dị như vậy. Mấu chốt nhất chính là, biến dị ác khuyển cũng sẽ không chấp tay đem bạch ngân vật tư rương đưa cho Đỗ Vũ Phàm. Đối mặt với thiên tai nóng bức sơ cấp 14 ngày sau, Đỗ Vũ Phàm muốn sống sót, tuyệt đối không thể bỏ qua rương vật tư bạc trắng này. Nghĩ đến đây, Đỗ Vũ Phàm chậm rãi lui về cửa phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào tường, tránh cho sau lưng mình bị chó giữ biến dị tập kích. Vượng Biến dị ác khuyển đột nhiên bạo khởi, giống như một đạo màu đen ti chớp thoát ra, thật to mở miệng chó mục tiêu chính là đổ vũ phàm cổ. Răng chó bén nhọn phản phất một giây sau sẽ cắm vào trong cổ đổ vũ phàm, sau đó vui sướng mút vào máu ngọt ngào của đổ vũ phàm. Đối mặt với sự tấn công của chó giữ biến dị, đổ vũ phàm vội vàng dơ nắp nồi trong tay trái lên, bảo vệ vị trí cổ của mình. Chó giữ biến dị đâm thẳng vào nắp nồi trong tay đổ vũ phàm, một trận lực lớn truyền đến, nắp nồi trong tay đổ vũ phàm thiếu chút nữa thoát tay ra hiển nhiên lực lượng của chó giữ biến dị cũng phi thường không tầm thường họ chó và động vật họ mèo đều có một đặc tính như vậy đó chính là đầu đồng đuôi sắc đậu hũ eo vòng eo mỏng manh được bao bọc bởi các cơ quan nội tạng và là điểm yếu của cả chó và mèo sau khi chó giữ biến dị đụng trúng nắp nồi phải rơi xuống mặt đất điều chỉnh lại vị trí tiếp tục phát động thế công đổ vũ phàm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cơ hội chó giữ biến dị không có chỗ mượn lực trên không trung, tay phải cầm chủy thủ hung hăng đâm vào bụng chó giữ biến dị. Dao găm trong phút lợi của người mới tận thế, sắc bén dị thường, dao găm không tốn chút sức nào đâm thủng da chó cứng cỏi của chó giữ biến dị, thẳng đến vị trí chui dao găm. Biến dị ác khuyển ăn đau, điên cuồng sủi lên. Đỗ vũ phàm đắc thế không tha cho chó, chó giữ biến dị rơi xuống mặt đất, đỗ vũ phàm cũng ngồi xổm xuống, vẫn duy trì tư thế cầm dao găm chó giữ biến dị vì thoát khỏi chủy thủ, điên cuồng vặn vẹo thân thể, bởi vì Đỗ Vũ Phàm không có lực khống chế động tác của chó giữ biến dị, Đỗ Vũ Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ từ trong bụng chó giữ biến dị từng chút từng chút thoát ra. Em đi, liều mạng. Đỗ Vũ Phàm đem nắp nồi tay trái ném đi, để trống tay trái, gắt gao đè lại cổ chó giữ biến dị, đồng thời tiếp tục tay phải cầm dao găm bắt đầu quấy, hy vọng có thể nắm lấy cơ hội này, quấy nát toàn bộ cơ quan nội tạng của chó giữ biến dị đã không có nắp nồi bảo hộ, biến dị chó giữ quay đầu lại, trực tiếp một ngụm cắn đổ Vũ Phạm tay trái trên cánh tay. Răng chó bén nhọn đột phá vỏ giấy cứng dưới áo lông của đổ Vũ Phạm, hung hăng khảm vào trong cánh tay trái của đổ Vũ Phạm. Biến dị ác khuyển hàm đau một kích trực tiếp giết chết đổ Vũ Phạm 30 điểm sinh mệnh giá trị, 110 điểm sinh mệnh giá trị chỉ còn 80 điểm. Càng không xong chính là, biến dị chó giữ công kích trực tiếp cho đổ Vũ Phạm treo lên ba cái dê EBUFS. Bệnh uống ván. Mất 1 HP mỗi phút và được giải trừ ngay lập tức bằng kháng sinh trong 30 phút. Primari Poison. Mất 1 HP mỗi phút, dùng thuốc giải độc sơ cấp có thể giải trừ ngay lập tức, kéo dài 30 phút. Primari Drip. Mất 1 HP mỗi phút và có thể được gỡ bỏ ngay lập tức sau khi băng bó trong 30 phút. Đột nhiên xuất hiện 3 cái dê EBUFF nhắc nhở, thiếu chút nữa làm cho đổ vũ phàm không có nắm chặt chủy thủ. Đây chính là độ khó thu hoạch rương vật tư bạc trắng sao. Biến dị chó dữ công kích còn không có trúng chỗ yếu hại của Đỗ Vũ Phàm, chỉ là cắn trúng cánh tay, liền tạo thành 30 điểm thương tổn. Càng khó chơi chính là, chính là cái này ba cái JEBUFF, nếu như vận khí thiếu chút nữa, dù là thành công đánh chết biến dị chó dữ, cũng sẽ bởi vì cái này ba cái JEBUFF mà nuốt hận mà chết nhưng là lúc này đổ vũ phàm căn bản không có thời gian đi chú ý này ba cái buff dù sao phân tâm mà nói không cần dê EBUFF khấu huyết liền sẽ bỏ mạng tại biến dị chó dữ trong miệng bị đau đớn kích thích đổ vũ phàm dứt khoát bất chấp tất cả trực tiếp toàn bộ thân thể đặt ở biến dị chó dữ nửa trên thân thể triệt để hạn chế biến dị chó dữ năng lực hành động tay phải đổ vũ phàm cũng không nhàn rỗi nhìn dao găm quấy nửa ngày không có hiệu quả quá lớn trực tiếp kéo bụng chó giữ biến dị ra một lỗ hổng thật lớn. Súc sinh chết tiệt, hôm nay ta muốn xem ngươi rốt cuộc khó giết đến mức nào. Đỗ Vũ Phàm ném dao găm đi, trực tiếp tay phải thăm dò vào biến dị chó giữ trong bụng, mặc kệ là cái gì đồ chơi, nắm lấy liền hướng bên ngoài kéo. Máu đen từ bụng chó giữ biến dị tuôn ra, Đỗ Vũ Phàm trực tiếp kéo ra một đoạn ruột lớn của chó giữ biến dị. Biến dị chó giữ vặn vẹo càng thêm điên cuồng. Đỗ Vũ Phàm cảm giác đã sắp không khống chế được biến dị chó dữ. Tốc độ tay phải của Đỗ Vũ Phàm tăng nhanh, càng không ngừng kéo cơ quan nội tạng của chó dữ biến dị từ trong bụng ra, máu đen đã phun tung tóe khắp người Đỗ Vũ Phàm, máu tanh hôi thối gần như muốn hung bất tỉnh Đỗ Vũ Phàm. Toàn bộ quá trình dặn có tiếp cận một phút, biến dị chó dữ vặn vẹo biên độ dần dần yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn mất đi động tĩnh. Vết đỏ mắt Đỗ Phàm Vũ còn đang không ngừng dùng tay phải lôi kéo biến dị chó dữ nội tạng trọn vẹn qua mười mấy giây mới phát hiện biến dị chó dữ đã chết rồi dưới đấu pháp mãn phu lấy thương đổi thương của đỗ vũ phàm dùng thân thể của mình làm mồi nhữ uy hiếp cực lớn của chó dữ biến dị rốt cục bị giải trừ nhìn chó dữ biến dị hoàn toàn không nhúc nhích đỗ vũ phàm lúc này mới thở hổn hển đem tay phải của mình từ trong bụng chó dữ biến dị rút ra dùng sức đẩy thi thể chó dữ biến dị ra răng chó bén nhọn cũng thuận thế thoát khỏi cánh tay trái của Đỗ Vũ Phàm. Đồng thời bởi vì răng nanh lần thứ hai xé rách, giá trị sinh mệnh của Đỗ Vũ Phàm lại giảm 10 điểm. Đỗ Vũ Phàm bây giờ chỉ còn lại 67 điểm sinh mệnh, mà muốn đợi đến 3 GEBUFF tự nhiên biến mất, còn cần khấu trừ 87 điểm sinh mệnh. Đi tới đi lui, Đỗ Vũ Phàm còn thiếu cho giữ biến dị 20 điểm sinh mệnh. Nhìn xuống đau đớn thấu tim truyền đến từ cánh tay trái, Đỗ Vũ Phàm đi tới trước hầm vật tư bạc trắng. Hiện tại Đỗ Vũ Phàm chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trước mắt bạch ngân vật tư rương bên trong, hy vọng có thể mở ra một ít vật phẩm hữu dụng, cứu lại chính mình một cái mạng nhỏ. Nếu như không thể thu hoạch một ít dược phẩm, hành trình tận thế của Đỗ Vũ Phàm sẽ đặt dấu chấm hết vào hôm nay. Chương 4 Tận thế Mỹ thực gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cánh tay trái bị chó giữ biến dị cắn trúng địa phương đang không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra máu tươi, hai cái giữ tận động máu thoạt nhìn thập phần thấm người. Sau khi adrenaline rút đi, đau đớn kịch liệt đánh vào thần kinh đổ vũ phàm, đau đến nỗi đầu đổ vũ phàm đổ mồ hôi, thiếu chút nữa đã kêu lên. Nhưng so với đau đớn về thể xác, bà JEBUFf giống như bùa đòi mạng hơn, khiến đổ vũ phàm căn bản không có cách nào để ý đến vết thương của mình. Đổ vũ phạm cố nén đau đớn nhặt lại con dao vừa mới ném đi, nắp nồi sắt vừa mới phòng ngự công kích xem ra không có cách nào dùng nữa, đều đã bị chó giữ biến dị đụng biến dạng. Đỗ Vũ Phàm mở ra trữ vật không gian, muốn đem vật tư rương thu vào trữ vật không gian bên trong, nhưng là căn bản không có phản ứng. Xem ra trữ vật không gian này cũng không thể thu nạp hầm vật tư A. Đỗ Vũ Phàm không có suy nghĩ nhiều, liền dùng tay phải không có bị thương vớt lên bạch ngân vật tư rương, không làm dừng lại nhiều, lập tức chuẩn bị về nhà nhà dột lại gặp mưa liên tục đỗ vũ phàm vừa mới bước ra khỏi phòng ông ngô đầu cầu thang liền toát ra một con tang thi miệng đầy răng nanh chảy máu đen nhằm phía đỗ vũ phàm xem ra vừa mới cùng biến dị chó giữ đánh nhau quá mức kịch liệt đem chung quanh zombie đều cho hấp dẫn tới ngoại trừ zombie ở đầu cầu thang đỗ vũ phàm còn nghe thấy rõ ràng dưới lầu truyền đến tiếng bước chân và tiếng gầm rú ồn ào Đỗ Vũ Phạm lúc này mới may mắn lúc ấy không đóng cửa phòng mình lại là lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Khoảng cách chừng 3 mét, Đỗ Vũ Phạm trực tiếp hai bước bước vào cửa phòng nhà mình, trở tay nặng nề đóng cửa lại. Nhưng con zombie vừa rồi ở đầu cầu thang cũng đuổi theo, sau khi một tay thò vào cửa, cửa phòng Đỗ Vũ Phạm bị tay zombie kẹt như vậy, sống chết không đóng lại được. Zombie khí lực rất lớn, hành động cũng không phải rất chậm, cùng trong phim cái loại này chậm rì rì zombie căn bản bất đồng tang thi tay kẹt ở trong cửa, đồng thời mãnh liệt va chạm cửa phòng. Đỗ Vũ Phàm chỉ có thể liều mạng chống cửa phòng, tránh cho tang thi đột phá tiến vào. Trực tiếp ném thùng vật tư bằng bạc trắng tay phải, Đỗ Vũ Phàm dùng tay phải còn có thể hành động móc ra chủy thủ, chém thẳng vào tay tang thi trong cửa. Đòn thứ nhất không có hiệu quả, chủy thủ của Đỗ Vũ Phàm trực tiếp chém vào tay tang thi. Đỗ Vũ Phàm dùng sức trút dao găm cắm vào lòng bàn tay tang thi, cẩn thận ngắm một cái, lại vung dao găm ra. Lần này không chém lệch nữa, chủy thủ sắc bén xuyên qua cổ tay tan thi, bàn tay tan thi thuận thế rơi xuống. Nhân cơ hội này, Đỗ Vũ Phạm dùng bả vai hung hăng đập vào cửa phòng, lúc này mới hoàn toàn đóng cửa lại. Trong nháy mắt cửa phòng Đỗ Vũ Phạm đóng lại, tan thi dưới lầu cũng đã chạy tới, ông tới trước cửa Đỗ Vũ Phạm. Tan thi gào thét, tiếng đập cửa liên tiếp vang lên may mắn lúc trước lo lắng đến vấn đề an toàn của thôn thành trung đỗ vũ phàm mãnh liệt yêu cầu chủ nhà đổi một cánh cửa chống trọng kiên cố bằng không chỉ bằng phiến phá cửa trước kia lúc này đã sớm bị tan thi đột phá đỗ vũ phàm cũng phỏng chừng muốn biến thành từng khối xương nát giờ phút này đỗ vũ phàm đã sớm sức cùng lực kiệt lượng máu lớn xói mòn khiến tầm mắt đỗ vũ phàm có chút mơ hồ đỗ vũ phàm đặt mông ngã ngồi dưới đất dựa lưng vào cửa phòng móc hộp vật tư bạc trắng đến trước mặt mình, trực tiếp mở ra. Một trận ngân quang lóe lên, vật phẩm trong rương vật tư bạc trắng xuất hiện trước mặt đổ Vũ Phàm. Hai gói rau mất nước 2 kg, ba chai nước khoáng 2 lít, ba cân sườn cừu tươi, năm lon thịt kho tàu, 10 cân gạo một túi, một cân muối tinh một gói, một chai 20 miếng nước sạch. Ngoại trừ những thứ này cơ sở vật tư bên ngoài, còn có một cái chứa màu đỏ chất lỏng bình nhỏ cùng một quyển ngẫu nhiên ba chọn một kỹ năng thư. Đỗ Vũ Phàm cầm lấy bình nhỏ chất lỏng màu đỏ, kiểm tra thuyết minh vật phẩm. Thuốc trị liệu nhỏ. Tăng 5 HP mỗi phút sau khi uống trong 10 phút, bị tấn công sẽ chấm dứt hiệu quả hồi phục sức khỏe. Nhìn thấy giới thiệu về thuốc trị liệu loại nhỏ, Đỗ Vũ Phàm mừng rỡ như điên, đau đớn truyền đến từ cánh tay trái dường như giảm bớt một chút. Đỗ Vũ Phàm mở ra loại nhỏ trị liệu nước thuốc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cứ như vậy, ngoại trừ 3 loại GEBUFF mỗi phút khấu trừ 3 điểm máu, Đỗ Vũ Phạm kế tiếp 10 phút, mỗi phút còn có thể khôi phục 2 điểm máu. Đỗ Vũ Phạm đại khái tính toán một chút, đợi đến 3 loại GEBUFF kết thúc thời điểm, chính mình hẳn là còn có thể còn dư lại 20 điểm sinh mệnh giá trị tả hữu. Hơn nữa tại loại nhỏ trị liệu nước thuốc tẩm bổ hạ, Đỗ Vũ Phạm cánh tay trái vết thương đã đình chỉ chảy máu này mạc thế thế giới hắc khoa học kỹ thuật nước thuốc hiệu quả thật là thần kỳ. Vật tư sinh hoạt thông thường, Đỗ Vũ Phàm đã không còn tinh lực đi sửa sang lại, Đỗ Vũ Phàm hiện tại chỉ muốn xem sách kỹ năng có thể mở ra cái gì, sau đó ngủ một giấc thật ngon, bổ sung một chút thể lực bị sói mòn. Sau khi Đỗ Vũ Phàm sử dụng sách kỹ năng ngẫu nhiên, quả nhiên nhảy ra ba lựa chọn cho mình lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất. Kỹ năng chủ động. Điểm kim thủ cấp 1. Sau khi sử dụng vật phẩm mình chế tác ra, có 50% tỷ lệ tăng lên cấp 1, thời gian làm lạnh 7 ngày. Lựa chọn 2 Kỹ năng bị động Sức mạnh cường hóa cấp 1, khiến sức mạnh của mình tăng thêm giá trị sức mạnh x không, 1. Lựa chọn thứ 3 Kỹ năng bị động Mạc thế mỹ thực gia cấp 1, khiến cho trù nghệ của mình đạt tới trình độ của đầu bếp cầm môi quán ăn vặt, sau khi ăn thức ăn mình chế biến, trong vòng 1 giờ, hồi phục 20% tổng giá trị sinh mệnh, hồi phục 20% tổng giá trị kỹ xảo giá trị kỹ xảo, mỗi người mỗi ngày có hiệu lực một lần. Đỗ Vũ Phàm mở ra ba kỹ năng đều phi thường không tồi, nhưng trước mắt kỹ năng thích hợp nhất với Đỗ Vũ Phàm chính là mỹ thực gia tận thế. Hạn mức tối đa của điểm kim thủ cực cao, nhưng ở mặt thế giới cầu sinh sơ kỳ, lợi nhuận cực thấp, hơn nữa có 50% tỷ lệ thất bại, thời gian làm lạnh 7 ngày cũng quá dài, nếu như hậu kỳ có thể đạt được kỹ năng này, Đỗ Vũ Phàm nhất định không chút do dự lựa chọn điểm kim thủ. Cường hóa lực lượng cũng là sau khi giá trị thuộc tính hậu kỳ cao lên, kỹ năng thu nhập tương đối lớn, Đỗ Vũ Phàm cũng trực tiếp không nhìn kỹ năng cường hóa lực lượng này. Lựa chọn cuối cùng, kỹ năng mạc thế mỹ thực gia quả thực là thần kỹ liên tục. Ở tận thế bên trong, mỗi người mỗi ngày tự nhiên hồi phục lượng máu chỉ có chỉnh thể lượng máu 20% nếu như cộng thêm mạc thế mỹ thực gia 20%, đổ vũ phàm mỗi ngày tự nhiên hồi phục lượng máu liền có thể đạt tới tổng lượng máu 40%. Thiên tai lần thứ nhất lại có 14 ngày nữa sẽ giáng lâm, trong khoảng thời gian giành giật từng giây này, nếu như tốn 2-3 ngày để khôi phục lượng máu, đây không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cực lớn. Đỗ Vũ Phàm lần đầu tiên xuất môn cũng đã lĩnh giáo tận thế thế giới hung hiểm, nếu như không có đầy đủ lượng máu liền tùy tiện xuất môn, không khác gì vội vã đi đầu thai sau khi lựa chọn kỹ năng mạc thế mỹ thực gia này kỹ năng bị động của đỗ vũ phàm cũng chỉ còn lại một cái lựa chọn kỹ năng tiếp theo phải thận trọng hơn một chút một lò thuốc trị liệu loại nhỏ xuống bụng đỗ vũ phàm rốt cục không cần lo lắng cái mạng nhỏ của mình khó giữ được kế tiếp đỗ vũ phàm đem thịt kho tàu nước sạch từ trong rương vật tư bạc trắng mở ra cùng với ba chai nước khoáng cùng nhau bỏ vào trong không gian trữ vật những vật tư này sau khi cất vào không gian lưu trữ, chỉ chiếm một góc nhỏ của không gian lưu trữ. Sau đó, đổ vũ phàm rót đầy nước khoáng đã uống hết, sau đó bỏ vào một mảnh nước sạch, lưu trữ, làm dự trữ chống lại thiên tai nóng bức sơ cấp. Đổ vũ phàm hơi khôi phục một chút thể lực, chuẩn bị làm bữa tiệc lớn khao mình một phen. Nhìn sương cừu tươi, gạo và rau mất nước, đổ vũ phàm quyết định làm một nồi cơm thịt dê hầm trong hộp vật tư mở ra thịt dê tươi ngon phẩm chất vô cùng tốt cái này nếu đặt ở thế giới hiện thực ít nhất phải bán mấy chục một trăm đồng một cân đỗ vũ phàm đổ toàn bộ một chai nước khoáng 2 lít vào nồi sau đó cho thêm một cân sườn dê tươi đổ vào một ít rau mất nước sau khi đun sôi trong nồi đỗ vũ phàm lại thêm một ít muối tinh đợi sau khi muối tinh cho vào nồi một cổ mùi thơm xông thẳng vào thiên linh cái của đỗ vũ phàm đối với loại sườn cừu có chất lượng tuyệt vời này ngoại trừ muối, bất kỳ gia vị nào khác đều là bán bổ đối với vị umami của sườn cừu. Đỗ Vũ Phàm đổ thêm ít gạo vào nồi, đậy nắp nồi lại. Đợi đại khái một giờ sau, mùi thịt dê hầm cơm đã tràn ngập cả phòng. Buổi sáng Đỗ Vũ Phàm chỉ ăn một chút bánh bích quy nén, còn nôn ra toàn bộ, miếu ngủ tạng của Đỗ Vũ Phàm đã sớm đánh trống. Mở nắp nồi ra, Đỗ Vũ Phàm hít một hơi thật sâu mùi thơm, sau đó dùng bát thái tổ múc một chén thịt dê hầm cơm, ăn nấu nghiến. Sườn dê thơm ngon, cơm thấm đầy nước canh dê, Đỗ Vũ Phàm gặm một miếng sườn dê, lại bào một miếng cơm, rất vui vẻ. Một cân sườn cừu, một nồi cơm, bị Đỗ Vũ Phàm làm sạch sẽ, Đỗ Vũ Phàm cũng vui vẻ ở một cái. Ăn xong thịt dê hầm cơm Đỗ Vũ Phàm, đạt được mạc thế mỹ thực gia BUFF, trong vòng một giờ khôi phục 20% tổng sinh mệnh giá trị. Sau khi đem hai cân sườn dê tươi còn lại, rau dưa mất nước và muối tinh thu vào không gian trữ vật, lúc này Đỗ Vũ Phạm mới mỹ mãn nằm trên giường. Điểm sinh mệnh còn lại của Đỗ Vũ Phạm đã không đủ để duy trì hắn ra ngoài một chuyến, Đỗ Vũ Phạm đơn giản ngã đầu liền ngủ, đợi đến ngày mai điểm sinh mệnh khôi phục đến trình độ tương đối an toàn, lại cân nhắc ra ngoài tìm kiếm trương vật tư mới. Chương 5 Thu hết tòa nhà dân cư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngày 4 tháng 1 năm mạc thế lịch giá trị sinh mệnh đã khôi phục lại giá trị đầy đủ của Đỗ Vũ Phàm đối diện với chăn cố định trên tường càng không ngừng đâm ra chủy thủ. Sau khi trải qua trận chiến ngày 2 tháng 1, đợi đến khi 3 GEBUFS bị tiêu diệt, chỉ còn lại hơn 30 điểm HP, Đỗ Vũ Phàm dầu cạn đèn tắt đều có đầu rút cổ ở nhà khôi phục lượng máu. Nhưng Đỗ Vũ Phàm cũng không nhàn rỗi, bắt đầu có kế hoạch bắt đầu huấn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình tuy rằng đỗ vũ phạm cũng không biết chiêu thức chiến đấu và kỹ xảo gì nhưng bất kỳ công kích nào chỉ cần có thể ổn định chuẩn độc sẽ không quá kém vừa nghĩ tới lúc ấy cửa phòng bị tay tan thi chặn lại đỗ vũ phạm kích đầu tiên không thành công chặt bàn tay tang thi suýt nữa gây thành đại họa trong lòng đỗ vũ phạm liền nghĩ mà sợ vì thế chăng của đỗ vũ phạm liền gặp tai ương trải qua một ngày thêm một buổi sáng chuỷ thủ đâm vào sớm đã trăm ngàn lỗ hổng khắp nơi đều là chủy thủ đâm ra lỗ hổng. Tuy rằng phế bỏ một giường chăng, nhưng là luyện tập thành quả cũng tương đối rõ ràng, Đỗ Vũ Phàm hiện tại chủy thủ đâm đã càng tinh chuẩn, trên cơ bản có thể bảo đảm chính mình có thể tinh chuẩn đâm trúng chính mình muốn đâm vào vị trí. Không biết đã mấy móc đâm ra bao nhiêu cái, Đỗ Vũ Phàm thể lực hoàn toàn hao hết rốt cục đình chỉ luyện tập, sau khi điên cuồng rót một phần ba chai nước khoáng, ngồi ở trên sofa nhỏ khôi phục thể lực trải qua bốn lần cường hóa thuộc tính của Thái Tổ Bác, toàn bộ thuộc tính của Đỗ Vũ Phạm tăng lên tới hai điểm, giá trị sinh mệnh đã có 120 điểm. Đang lúc Đỗ Vũ Phạm thở hỗn hển, âm thanh nhắc nhở mạc thế giới vang lên. Trải qua luyện tập không gián đoạn của người chơi, thành công lĩnh ngộ kỹ năng bị động. Tinh chuẩn đã kích cấp 1. Tấn công chính xác cấp 1. Nâng cao tỷ lệ trúng mục tiêu trên diện rộng nhỏ xác suất nhỏ không để ý động tác né tránh và hiệu quả của đối phương. Có giữ lại đã kích chuẩn xác cấp 1 hay không? Thu hoạch kỹ năng còn có thể dựa vào luyện tập của mình. Đỗ Vũ Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ năng bị động chuẩn xác đã kích cấp 1. Kỹ năng bị động trước mắt của mình chỉ còn lại một ô, Đỗ Vũ Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao Đỗ Vũ Phàm không biết hạn mức cao nhất của kỹ năng bị động nên tăng lên như thế nào nhưng đã kích tinh chuẩn này là kỹ năng chiến đấu thật sự, hơn nữa phi thường thực dụng, đối với chiến lực của Đỗ Vũ Phạm có tăng lên rất lớn. Không có trải qua quá nhiều tự hỏi, Đỗ Vũ Phạm quyết đoán lựa chọn bảo lưu kỹ năng bị động tinh chuẩn đã kích cấp một, dù sao tăng lên sức chiến đấu mới là đạo lý cứng rắn. Không thể kịp thời đề cao chiến lực, nhanh hơn đạt được hòm vật tư, lãng phí thời gian phát dục quý giá trước thiên tai, cho dù phía sau đạt được kỹ năng lợi hại hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi bảo lưu đã kích chuẩn xác, Đỗ Vũ Phàm cũng không dừng lại nhiều nữa, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Trương vật tư. Cũng giống như lần đầu tiên ra ngoài, Đỗ Vũ Phàm một lần nữa làm hai cái vỏ giấy bảo vệ cánh tay, bảo vệ vị trí cánh tay dễ bị công kích nhất của mình. Trạm đầu tiên Đỗ Vũ Phàm ra khỏi cửa chính là nhà ông Ngô đối diện. Thi thể chó giữ biến dị lúc trước bị Đỗ Vũ Phàm đánh chết cùng hai cốt Ngô gia gia đã biến mất không thấy, không biết là bị tan thi hay là sinh vật biến dị lấy đi. Ngô Gia Gia vừa mới giáng lâm đến tận thế giới, liền gặp nạn, cho nên mục tiêu của Đỗ Vũ Phàm chính là phúc lợi của Ngô Gia Gia. Trải qua một phen tìm kiếm, Đỗ Vũ Phàm rốt cục tìm được thùng giấy cứng chứa phúc lợi của người mới. Sau khi đem bánh bích quy áp súc cùng nước khoáng trong phúc lợi của tân thủ bỏ vào không gian trữ vật, Đỗ Vũ Phàm song cầm chủy thủ, sức chiến đấu lại tăng lên một cấp độ. Nhà trọ của Đỗ Vũ Phàm nằm ở tầng 6 của khu dân cư. Đỗ Vũ Phạm dự định tìm kiếm từng tầng từng tầng. Zombie ban ngày hoạt tính tương đối thấp, không bằng zombie ban đêm, lúc này trong hành lang du đảng mấy con zombie lẻ tẻ, vừa vặn luyện tập cho Đỗ Vũ Phạm, thí nghiệm hiệu quả đã kích chuẩn xác một chút. Đỗ Vũ Phạm nhẹ nhàng gõ tay vịn sắt của cầu thang, thanh âm thanh thúy vang lên, dây tiếp theo, tiếng gào thét của tang thi vang lên, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn bắt đầu không ngừng tới gần lầu 6 hai con dao găm của Đỗ Vũ Phạm đặt ngang trước ngực, sẵn sàng đón địch, đợi sau khi tang thi xuất hiện, liền trực tiếp từ trên cao nhìn xuống, tranh thủ một kích mất mạng. Con zombie thứ nhất rất nhanh dương nanh múa vuốt vọt tới trước người Đỗ Vũ Phạm, duỗi dài đầu, khát vọng đối với máu thịt mới mẻ của Đỗ Vũ Phạm đều thể hiện trong đôi mắt đỏ như máu của tang thi. Đỗ Vũ Phạm nhìn tang thi xông về phía mình, nín thở ngưng thần, trong nháy mắt, động tác của tang thi dường như chậm lại. Đây chính là hiệu quả đã kích tinh chuẩn sao? Nhìn hiệu quả xuất quần tinh chuẩn đã kích, tay phải đổ vũ phàm cầm chủy thủ nhanh chóng đâm ra, tinh chuẩn đâm vào hốc mắt tan thi. Con người tan thi nháy mắt nổ tung, chất lỏng sền sệt bay ra, chủy thủ không hề trở ngại đâm vào trong đầu tan thi. Zombie đại não bị đã kích trí mạng, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, tiến độ thăng cấp vật phẩm truyền kỳ của đổ vũ phàm cũng đạt tới 2,100 một kích đắc thủ hơn nữa không có tổn thất một điểm sinh mệnh, kết quả này làm cho Đỗ Vũ Phàm tự tin đại chấn. Đang lúc Đỗ Vũ Phàm hưng phấn, lại có hai tang thi vọt tới trước mặt Đỗ Vũ Phàm. Nhanh lên! Đều trở thành chất dinh dưỡng nâng cấp hệ thống của ta đi. Đỗ Vũ Phàm chủ động nên đón, trực tiếp một cước đá văng tang thi bên trái mình, chủy thủ bên phải bào chế như vậy, phá nát đầu óc tang thi bên phải mình mà con zombie vừa bị đá văn kia cũng bị dao găm bên tay trái của Đỗ Vũ Phạm giết chết. Sau khi cầm dao găm, Đỗ Vũ Phạm đối mặt với tang thi vây công cũng có lực đánh một trận. Chẳng qua uy lực của chủy thủ tay trái rõ ràng không bằng chủy thủ tay phải, dù sao Đỗ Vũ Phạm không phải thuận tay trái, độ mạnh yếu và độ chính xác của tay trái so với tay phải đều kém không chỉ một cấp bậc. Quả nhiên phải thông qua chiến đấu mới có thể phát hiện mình thiếu sót xem ra phải tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí bên tay trái. Tiến độ hệ thống dụng cụ làm bếp truyền kỳ đạt tới 4, 100, Đỗ Vũ Phàm cũng kịp thời tổng kết kinh nghiệm đạt được sau khi chiến đấu. Sau khi tiêu diệt ba con tang thi, Đỗ Vũ Phàm tiếp tục gõ tay vịn sắt của cầu thang, nhưng không hấp dẫn được tang thi nữa, xem ra toàn bộ cầu thang của khu dân cư đã không còn tang thi du đảng nữa. Sau khi mối đe dọa trong cầu thang được loại bỏ, Đỗ Vũ Phạm lúc này mới yên tâm đi xuống lầu 6. Đỗ Vũ Phạm đi lên tầng 5, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Có ai không? Tôi là hộ gia đình ở tầng 6. Đỗ Vũ Phạm tự giới thiệu, sau cửa truyền đến thanh âm của một nam tử trẻ tuổi. Ngươi mau tránh ra, ta sẽ không mở cửa cho ngươi. Đỗ Vũ Phạm không nghĩ tới lần đầu tiên tiếp xúc với những người còn lại chính là kết quả như vậy, vì thế nói tiếp. Tang thi bên ngoài đã bị ta thanh lý, ngươi có thể yên tâm ra ngoài, không cần lo lắng sẽ. Đỗ Vũ Phàm còn chưa nói xong, thanh âm trong phòng tiếp tục không kiên nhẫn nói. Ta xem qua rất nhiều loại tiểu thuyết mạc thế, một khi ta mở cửa, ngươi sẽ giết ta, cướp sạch vật tư của ta. Đỗ Vũ Phàm một trận im lặng, hảo tâm trở thành lừa gan phổi, Đỗ Vũ Phàm không hề để ý tới anh trai bổ não này nữa, trực tiếp đi gõ cửa phòng gia đình đối diện. Đỗ Vũ Phàm gõ 5,6 lần cũng không nhận được hồi âm, không biết là cố ý không trả lời, hay là trong phòng căn bản không có ai. Đỗ Vũ Phàm vốn định một cước đá văng cửa phòng, nhưng lo lắng đến âm thanh quá lớn có thể hấp dẫn tan thi bên ngoài khu dân cư, liền bỏ đi ý nghĩ này. Trong cuộc thăm dò tầng 1 4 tiếp theo, trong 8 hộ gia đình có hai hộ đáp lại, nhưng không có ngoại lệ, đều không tin lời Đỗ Vũ Phàm sống chết không mở cửa mà sáu hộ gia đình còn lại bởi vì cửa phòng cũ kỹ đều đã bị tang thi đột phá. Trong phòng hộ gia đình không một ngoại lệ trở thành tang thi cơm ngon, chỉ còn lại đầy đất xương trắng đại biểu cho bọn họ đã tới cái này tàn khốc mạc thế thế giới. Đem những người chết này tân thủ phúc lợi toàn bộ thu vào trong túi, thuận tay đem lưu lại ở trong những phòng này zombie cho thanh trừ hết, đổ vũ phàm hệ thống thăng cấp tiến độ đi tới 13, 100. Trong đó một cái trong phòng, ước chừng có bốn con zombie, Đỗ Vũ Phàm tại bị một con zombie cắn bên trong, hao phí mất 10 điểm tánh mạng giá trị về sau, thành công tiêu diệt hết bốn con zombie, cũng đem bốn con zombie thủ hộ thanh đồng vật tư rương thu vào trong túi. Mặc dù ở tận thế trong thế giới, bị zombie cắn bên trong, sẽ không lập tức biến thành zombie, nhưng là bị zombie cắn bên trong về sau, kèm theo GEBUFF cũng là cực kỳ làm cho người ta đau đầu. Dead Poison mất 2 HP mỗi phút và có thể được giải trừ ngay lập tức bằng huyết thanh sơ cấp trong 30 phút. Rimari Rip Mất 1 HP mỗi phút và có thể được gỡ bỏ ngay lập tức sau khi băng bó trong 30 phút. Nhìn 2 GEBUFF này, Đỗ Vũ muốn chửi thề. 1 GEBUFF trừ 60 điểm máu, 1 trừ 30 điểm máu, 2 GEBUFF cộng lại chính là 90 điểm máu, vừa rồi Đỗ Vũ phạm mất đi 10 điểm máu, chỉ còn lại 110 điểm. 30 phút sau, Đỗ Vũ Phàm cũng chỉ còn lại 20 điểm sinh mệnh, xem ra hôm nay thăm dò cùng tìm kiếm vật tư lại muốn kết thúc. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng mục tiêu của Đỗ Vũ Phàm đã đạt tới, khu dân cư của mình đã cướp đoạt xong, còn ngoài ý muốn thu được một thùng vật tư bằng đồng thau. Thu hoạch lần này ra ngoài đã vượt qua mong muốn của mình, Đỗ Vũ Phàm cảm thấy mỹ mãn dọc theo đường cũ trở về, về nhà tiếp tục chậm rãi tỉ mỉ khôi phục giá trị sinh mệnh. Chương 6 thép tinh đại khảm đao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi về đến nhà, Đỗ Vũ Phàm trước tiên mở hộp vật tư bằng đồng thau ra, nhìn xem có thu hoạch gì khiến người ta kinh hỉ hay không. Sau khi mở hộp vật tư bằng đồng thau ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một thanh đại khảm đao toàn thân hàng quan. Đỗ Vũ Phàm lập tức lấy ra thanh này tinh cương đại khảm đao, thanh này đại khảm đao rời đi vật tư rương về sau, thân đao trực tiếp tăng vọt tới một mét tả hữu, lưỡi dao cũng không phải phi thường sắc bén, nhưng chính là loại này lưỡi dao mới thích hợp nhất bổ chém, nếu như lưỡi dao quá mức sắc bén, rất dễ dàng liền cho chém cuộn lưỡi. Đỗ Vũ Phàm dơ dao phay tinh cương lên lật qua lật lại nhìn, càng nhìn càng thuận mắt. Dao găm đồ chơi này dù sao quá ngắn, cùng zombie, biến dị sinh vật những thứ này đánh giáp lá cà, thực sự quá dễ dàng bị thương, một khi bị thương, những này ghê tẩm người GEBUFF liền như là phụ cốt dòi bọ ghê tởm người không nói, nếu như không có khôi phục thủ đoạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Con dao phay tinh cương dài chừng một mét, Đỗ Vũ Phạm có thể ung dung đối mặt với cuộc vây công của Tang Thi. Trong hộp vật tư bằng đồng thau ngoài con dao phay thép tinh này ra, còn có 5 cân thịt khô, hai bao năm túi mì ăn liền, 5 thùng bún ốc, ba chai 2 lít nước khoáng và một chai thuốc trị liệu loại nhỏ. Đỗ Vũ Phạm vung tay lên, trực tiếp đem tất cả vật phẩm trong rương vật tư thanh đồng toàn bộ thu vào không gian chứa đựng. Hộp vật tư bạc trắng lúc trước cùng hộp vật tư đồng thau hôm nay khiến Đỗ vũ phạm lưu trữ đến một lượng lớn vật tư, nhìn không gian thức ăn càng ngày càng tràn đầy, Đỗ vũ phạm cũng là một người cười ngây ngô, hoài nghi đời trước mình là một con chuột ham sơ. Về tài nguyên nước, 18 chai nước khoáng 2 lít, 3 chai nước máy sử dụng viên lọc nước. Lưu trữ lâu dài các loại thực phẩm, hai gói rau mất nước, năm hộp thịt kho tàu, hai gói năm túi mì ăn liền, năm thùng bún ốc, chín cân gạo, 49 gói bánh bích quy nén 500 g. Thức ăn tươi, hai cân sườn cừu. Những vật phẩm còn lại, một cân đựng muối ăn một gói, 17 miếng nước sạch, một con dao phay thép tinh, hai con dao găm, một chai thuốc trị liệu loại nhỏ. Đỗ Vũ Phàm kiểm kê vật tư của mình một chút, phát hiện chỗ trống của tài nguyên nước hơi lớn, nếu dựa theo tốc độ này thu thập tài nguyên nước, muốn vượt qua vòng thiên tai thứ nhất là còn lâu mới đủ nhắc tới cũng lạ đỗ vũ phàm một mực lưu tâm thu thập bình nước trống nhưng trong thế giới tận thế này ngoại trừ phúc lợi của người mới và nước khoáng trong hộp vật tư tự mang bình nước căn bản không có cách nào đạt được bình nước cái này tận thế thế giới thật hố cha không chỉ có tất cả vật tư phải dựa vào vật tư rương tiếp tế liền bình nước đều không có xem ra quyết tâm muốn ở vòng thứ nhất thiên tai giết chết một nhóm lớn người Đỗ Vũ Phàm nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm mắng mạc thế giới vài câu. Kiểm kê xong vật tư, GEBUFF trên người Đỗ Vũ Phàm cũng đã biến mất, giá trị sinh mệnh của Đỗ Vũ Phàm chỉ còn lại 20 điểm. Lại một lần nữa cảm thán uy lực của GEBUFF, Đỗ Vũ Phàm chuẩn bị hầm chút sườn dê ăn, thuận tiện dùng hiệu quả hồi phục của Mỹ thực gia tận thế hôm nay một chút. Bởi vì tận thế thế giới ngăn chặn hết thảy khả năng dùng làm vũ khí đồ vật, cho dù là dao phay như vậy sinh hoạt vật phẩm cũng không lưu lại. Lúc trước đổ vũ phàm làm thịt dê hầm cơm, đều dùng dao găm cắt thịt dê, hôm nay thu hoạch được dao phay tinh cương, trực tiếp súng chim đổi pháo, rất dễ dàng băm thịt dê thành từng miếng nhỏ. Loại sườn cừu tinh phẩm này trực tiếp bỏ qua trình tự ngâm nước, trực tiếp cho vào nồi hầm, đổ vũ phàm thêm vào một chút muối, hấp cơm lên, lẳng lặng chờ ăn cơm. Đang lúc đổ vũ phàm chán muốn chết chờ đợi, một trận đột ngột tiếng gõ cửa vang lên. Bang bang bang. Bang bang bang. Thần Kinh Đỗ Vũ phàm lập tức căng thẳng, cầm lấy dao phay tinh cương, nhẹ nhàng đi tới trước cửa chống trộm, dùng mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Chính mình vừa rồi rõ ràng mỗi nhà mỗi hộ đều đi gõ cửa, không phải bị đuổi đi, chính là không có đáp lại, như thế nào bây giờ còn có người chủ động tìm tới cửa. Ngoài cửa chống trộm lúc này có một cô gái trẻ hơn 20 tuổi đang đứng đang khẩn trương nhìn xung quanh, hai chữ sợ hãi còn kém trực tiếp viết lên mặt. Cô gái trẻ đổ vũ phàm này vừa vặn quen biết, là một nhân viên mạng của thôn Thành Trung, tên là Chu Minh Tĩnh, bình thường ngoại trừ một ít công việc hàng ngày ra, còn phi thường nhiệt tình trợ giúp người già trong thôn Thành Trung. Cũng thường xuyên trợ giúp một ít người làm công trình độ văn hóa không cao làm chút giấy chứng nhận, làm chút văn kiện gì đó. Thấy Chu Minh tỉnh gõ cửa, Đỗ Vũ Phàm cũng hơi buông đề phòng, hỏi minh tỉnh cô nương sao lá gan cô lại lớn như vậy một mình chạy tới không sợ bị zombie ăn chu minh tỉnh nghe thấy trong phòng đổ vũ phàm truyền đến thanh âm trên mặt lộ ra một tia vui mừng vội vàng nhẹ giọng nói camera giám sát của tôi thấy anh vết sạch tang thi trong tòa nhà này lúc này tôi mới tìm tới anh vũ phàm lợi hại như vậy có thể thu lưu tôi không nghe thấy chu minh tỉnh trực tiếp như vậy điều này không thể không làm cho đỗ vũ phàm nghĩ đến một ít đồ vật không tốt ví dụ như tiên nhân nhảy cái gì đó đỗ vũ phàm đang chuẩn bị từ ngữ làm sao đem chu minh tỉnh đuổi đi nhưng vừa nghĩ tới lúc trước thừa nhận không ít tình cảm của cô thật sự ngượng ngùng mở miệng đem cô đuổi đi nhưng đỗ vũ phàm suy nghĩ một hồi vẫn nhẫn tâm nói minh tỉnh cô nương ngươi đi đi ta không có cách nào tin tưởng ngươi chu minh tỉnh nghe thấy đỗ vũ phàm nói như vậy trên mặt hiện lên một tia cao hứng sau đó rất chủ động giang tay ra ta không mang theo vũ khí, cũng không mang theo người chuẩn bị cho tiên nhảy, một mình ta rất khó sống sót, chúng ta có thể lập đội, ta sẽ làm hết sức có thể giúp ngươi. Đỗ Vũ Phạm do dự Chu Minh tỉnh nữ nhân này là đáng giá tín nhiệm, trước đó cũng là đối với mình nhiều có trợ giúp, hơn nữa là độc thân một người, vấn đề hẳn là không lớn. Vào nói đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Đỗ Vũ Phạm mở cửa chống trộm, Chu Minh tỉnh nối đuôi nhau đi vào. Chu Minh tỉnh vừa vào phòng đã bị mùi thơm tràn ngập trong phòng hấp dẫn. Thứ gì vậy? Sao lại thơm như vậy? Chu Minh tỉnh vừa nói, vừa không khách khí chạy đến phòng bếp, mở nắp nồi ra, liền thấy sườn dê tươi ngon đang không ngừng bốc lên trong nồi. Anh Vũ Phạm, anh làm món sườn cừu này ở đâu vậy? Ngày nào em cũng gặm bánh bích quy, anh thì hay rồi, sườn cừu cũng làm được rồi. Nhìn thấy Chu Minh tỉnh giống như trở về nhà mình, Đỗ Vũ Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Minh tỉnh làm nhân viên mạng thời điểm, liền cùng nơi này từng nhà quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa người cũng lớn lên tương đối nhu thuận, rất được mọi người yêu thích, qua lại đều sâu thành thói quen, không nghĩ tới đến tận thế thế giới, thần kinh vẫn là lớn như thế. Ta nói rõ tỉnh a, à, ngươi có thể tỉnh táo một chút hay không, nơi này là tận thế, ngươi cứ như vậy xông vào trong nhà một nam nhân, ngươi không sợ ta hại ngươi a? À? chỉ thấy chu minh tỉnh vẻ mặt tươi cười nói vũ phàm ca ngươi không biết sao ta giống như ngươi cũng là cô nhi ở trong thành thôn người đều là người nhà của ta người nhà làm sao có thể hại ta đỗ vũ phàm bị chu minh tỉnh nói những lời này á khẩu không trả lời được sau một lúc lâu mới lên tiếng ngươi vẫn là phải cảnh giác một chút hiện tại trong tay mọi người còn có nén bánh bích quy ăn chờ nén bánh bích quy ăn xong những kia không dám đi cùng tang thi biến gì sinh vật chém giết mà đạt được vật tư rương người, sẽ đối với đồng loại xuống tay. Chu Minh tỉnh dùng đũa gấp lên một khối sườn dê, thổi hai ngụm, liền nhét vào trong miệng của mình. Hu hu, nóng quá. Chờ Chu Minh yên lặng nuốt miếng sườn cừu xuống, mới lên tiếng. Vũ Phàm ca, ta không ngốc, ta sợ dĩ dám chủ động tìm ngươi, chính là xem ngươi đánh chết không ít tang thi, khẳng định làm đến không chỉ một cái rương vật tư, ngươi đã có sung túc vật tư, Tự nhiên liền đối với trong tay ta điểm kia đáng thương áp súc bánh bích quy không có hứng thú rồi. Đỗ Vũ phàm thấy Chu Minh Tỉnh phân tích, ngược lại nhìn Chu Minh Tỉnh một cái, nói tiếp. Cái camera mà anh nói là sao vậy? Chu Minh Tỉnh không nhanh không chậm trả lời. Thứ nhất sao, ta không chỉ có chúng ta cái này tòa nhà ba theo dõi quyền hạn, hơn nữa 1.15 tòa nhà theo dõi quyền hạn ta đều có, ta ở nhà trên máy tính liền có thể trực tiếp xem theo dõi. Chu Minh Tĩnh nói tiếp: Này thứ hai sao? Ta tại tòa nhà thứ chín tầng cao nhất thấy được một cái ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Hơn nữa thông qua ta hai ngày này đối với theo dõi quan sát, nếu như muốn lấy được cái này thứ tốt, phỏng chừng cũng liền Vũ Phạm ca ngươi có thể làm được. Chu Minh Tĩnh nói xong, đồng thời dùng ngón tay hướng về phía con dao phay tinh cương trong tay đổ Vũ Phạm. Chu Minh Tĩnh vừa nói như vậy, đổ Vũ Phạm lập tức hứng thú, hỏi: Thứ gì? ngươi liền xác định ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như là rương vật tư vàng thì sao? Chu Minh tỉnh vừa cười vừa nói. Chương 7 Hoàng Kim vật tư rương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được năm chữ rương vật tư vàng, Đỗ Vũ Phạm có chút mất bình tĩnh. Đi 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 Mau dẫn ta đi xem. Đỗ Vũ Phàm kéo Chu Minh tỉnh chuẩn bị đi ra ngoài đỗ vũ phàm giờ phút này thầm nghĩ lập tức bay đến chu minh tỉnh trong phòng dùng camera theo dõi hảo hảo nhìn xem cái này hoàng kim vật tư rương trông như thế nào anh vũ phàm anh gấp cái gì thịt dê thơm như vậy để em ăn thêm chút thịt dê rồi đi đỗ vũ phàm lúc này mới phát giác biểu hiện của mình có chút quá mức sốt ruột vì thế buông chu minh tỉnh ra vội vàng nói minh tỉnh mùi mùi hai ngày nay vất vả mau ăn nhiều một chút thịt dê nơi này còn có cơm tuyệt đối quản no. Đỗ Vũ Phàm cũng không phải cái keo kiệt người, Chu Minh tỉnh mang đến hoàng kim vật tư rương tin tức này, liền tối thiểu giá trị 10 cân sườn dê. Hiện tại có thêm một người ăn cơm, Đỗ Vũ Phàm dứt khoát trực tiếp băm toàn bộ sườn dê còn lại, ném vào trong nồi, ngay cả rau dưa mất nước cũng cho nhiều một chút. Ngoài trừ sườn dê hầm, Đỗ Vũ Phàm còn mở một hộp thịt kho tàu, sau khi đổ vào trong nồi đun nóng một chút, một phần thịt kho tàu mùi thơm bốn phía là được chu minh tỉnh nhìn thấy sườn dê hầm cùng thịt kho tàu trực tiếp chết đói quỷ nhập thể một miếng sườn dê một miếng thịt nướng hồng ăn đầy miệng chảy dầu sau khi ăn xong một bữa tiệc lớn kỹ năng bị động mỹ thực gia tận thế của đỗ vũ phạm bắt đầu có hiệu lực tốc độ khôi phục giá trị sinh mệnh trực tiếp tăng lên một đoạn chu minh tỉnh sờ sờ cái bụng tròn trịa của mình vẻ mặt tươi cười nói anh vũ phạm sau này theo anh lăn lộn thật là hạnh phúc cuộc sống ăn bánh bích quy áp súc này rốt cuộc không qua được nữa đỗ vũ phàm vẫn quyết định thử thách chu minh tỉnh một phen vì thế yên lặng xoay người trở lại phòng ngủ từ trong không gian trữ vật lấy ra năm thùng bún ốc năm túi mì ăn liền hai hộp thịt kho tàu sau đó cầm những thức ăn này trở lại trước bàn ăn đem những đồ ăn này bày ra trước mặt chu minh tỉnh đỗ vũ phàm nói đây là hoàng kim vật tư rương tin tức thù lao chờ ta dùng theo dõi xem xét xong hoàng kim vật tư rương tình huống về sau, chúng ta liền thanh toán. Nơi này là ta toàn bộ vật tư, ta đã nhân chí nghĩa tẩn. Chu Minh tỉnh chỉ mỉm cười, đem những thức ăn này một lần nữa đẩy tới đổ vũ phàm trước mặt. Anh vũ phàm, một bữa no tôi vẫn phân rõ, lần này tôi tới là đã suy nghĩ cặn kẽ. Chu Minh tỉnh nói tiếp. Chỉ nói giao tình, không nói giá trị đều là đùa dẫn lưu manh, mọi người hiện tại đều là số liệu hóa thân thể, nam nữ ban đầu thuộc tính đều là giống nhau, ta có thể cùng ngươi cùng đi ra ngoài tìm kiếm vật tư rương, cùng nhau chiến đấu, thu thập được vật tư rương đều thuộc về ngươi phân phối, như vậy đủ sao? Nghe được lời này của Chu Minh Tĩnh, trong lòng Đỗ Vũ Phạm âm thầm cả kinh. Đây vẫn là Chu Minh tỉnh bình thường hi hi ha ha, thoạt nhìn vô tâm vô phế sao? Không thể không nói, đề nghị này của Chu Minh Tĩnh quả thật khiến Đỗ Vũ Phạm động tâm tận thế thế giới nguy hiểm trùng trùng, có một người tin cậy bảo vệ sau lưng của hắn quả thật phi thường trọng yếu. Hơn nữa Chu Minh Tĩnh cũng là người quen, tâm địa cũng phi thường không tệ, tính là một người đáng tin cậy. Như vậy chỉ còn lại có một vấn đề, đó chính là Chu Minh Tĩnh như thế nào chứng minh nàng có thể dũng cảm đối mặt zombie cùng biến dị sinh vật đi chiến đấu. Nghĩ đến đây, Đỗ Vũ Phàm hỏi. Lời đề nghị của anh thực sự rất hấp dẫn, nhưng làm thế nào anh có thể chứng minh rằng anh có khả năng chiến đấu và không bị xích vào thời điểm quan trọng? Chu Minh Tỉnh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, không nhanh không chậm nói: "Chúng ta hai cái cùng đi lấy hoàng kim vật tư rương, như vậy có thể chứng minh ta thành ý sao?" "Tốt." Đỗ Vũ phàm hưng phấn vỗ bàn một cái, đứng lên, nói: "Cùng Minh Tỉnh mùi mùi loại này người thông minh nói chuyện thật là bớt lo." nếu như lần này chúng ta có mệnh cầm hoàng kim vật tư rương trở về về sau có ta một ngụm ăn sẽ không bạc đãi ngươi chu minh tỉnh cũng tươi cười nắm tay đỗ vũ phạm nói như vậy hợp tác vui vẻ vũ phạm ca sau khi hợp tác bước đầu đạt thành đỗ vũ phạm và chu minh tỉnh đi tới nhà chu minh tỉnh chuẩn bị dùng camera theo dõi xem tình huống rương vật tư vàng chu minh tỉnh thuần thục thao tác máy tính đem hình ảnh theo dõi chuyển tới tầng cao nhất của tòa nhà chính quả nhiên như chu minh tỉnh nói ở chính giữa tầng cao nhất của tòa nhà chính lộ thiên một cái rương vật tư bằng vàng đang an tĩnh nằm ở nơi đó chu minh tỉnh chỉ vào hộp vật tư hoàng kim trên màn hình nói vũ phàm ca ngươi xem ta không có nói bừa chứ đỗ vũ phàm ý bảo chu minh tỉnh đừng kích động trước càng là cao cấp vật tư rương thu hoạch độ khó càng cao đừng gấp trước nhìn xem là cái gì đồ chơi tại thủ hộ cái này hoàng kim vật tư rương Hai người canh giữ hình ảnh theo dõi ước chừng 2 giờ, trong hình rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy một con zombie lắc lư đến tòa nhà chính tầng cao nhất, phá vỡ theo dõi hình ảnh bình tĩnh. Hai người cũng là một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn chầm chầm theo dõi hình ảnh. Không lâu sau, trên màn hình hiện ra một bóng đen, trong nháy mắt đem tan thi du đảng này đè ngã xuống đất. Lúc này hai người mới nhìn thấy, bóng đen kia dĩ nhiên là một con mèo đen biến dị dài 2M. Toàn thân có bóng loáng, tang thi kia bị mèo đen biến dị ấn ở dưới chân, không thể động đậy chút nào. Mèo đen biến dị cúi đầu, cắn nát sọ zombie, liếm liếm não zombie. Thấy một màn như vậy, Chu Minh tĩnh nôn khan một tiếng, vội vàng che miệng lại. Chu Minh tĩnh lúc này có chút hối hận vừa rồi sườn dê cùng thịt kho tàu ăn có chút nhiều. Đỗ Vũ Phàm cũng từ một màn ngắn ngủi phân tích được một ít năng lực của mèo đen biến dị. Phải biết rằng mặt thế thế giới zombie, tuy rằng tốc độ hơi kém hơn nhân loại, nhưng là lực lượng nhưng là ở trên nhân loại. Nhưng lực lượng và tốc độ của con mèo đen biến dị này đã vượt xa tan thi bình thường, căn bản không phải đổ vũ phạm có khả năng chống lại. Xem ra trong vòng một tuần, cái này hoàng kim vật tư rương không phải mình có thể nhúng chàm. Đỗ Vũ Phàm cũng không bị rương vật tư vàng hấp dẫn làm cho choáng váng đầu óc, có mệnh lấy, mất mạng dùng, loại mua bán lỗ vốn này Đỗ Vũ Phàm khẳng định không làm. Minh tĩnh, con mèo đen biến dị này không dễ chọc, một tuần sau chúng ta lại cân nhắc đi lấy hầm vật tư. Chu Minh tĩnh cũng bị sự lợi hại của mèo đen biến dị làm cho chấn động thật sâu, nói ra. Vũ Phàm ca, tuần này chúng ta chủ yếu phải làm những gì, trừ hôm nay, còn 12 ngày nữa là đến đợt thiên tai đầu tiên. Đúng như Chu Minh tĩnh nói, vòng thứ nhất thiên tai đã càng ngày càng gần, mỗi một giây đều phải hợp lý lợi dụng. Đỗ Vũ Phàm nắm cầm, suy tư một hồi rồi nói. Hôm nay cùng ngày mai là không ra được cửa, ta muốn đem điểm sinh mệnh khôi phục đầy lại nói, hai ngày này, ngươi phải luyện tập chủy thủ đâm kích, tranh thủ nắm giữ tinh chuẩn đã kích cấp một. Ngày mốt bắt đầu, mỗi buổi sáng luyện tập, buổi chiều bắt đầu dọn dẹp ra một cái thuận lợi đi thông chính tòa nhà đường, đồng thời thu thập hết thảy có thể thu thập vật tư rương. Tinh chuẩn đã kích cấp một, đây là vật gì, là kỹ năng sao? Chu Minh tỉnh nghi hoặc hỏi. Đỗ Vũ Phàm đem tin tức đã kích chuẩn xác cấp một chia sẻ cho Chu Minh tỉnh, đồng thời nói. Kỹ năng này là ta thông qua luyện tập chủy thủ đâm kích đạt được, nếu ta có thể thông qua luyện tập đạt được, như vậy ngươi cũng được. Khi đối mặt với tang thi, chỉ có đại não là vị trí 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 mạng, hiệu quả đã kích chuẩn xác phi thường rõ ràng, mạnh hơn nhiều so với những thứ lộn xộn kia. Chu Minh tỉnh nếu như có thể nắm giữ cái này bị động kỹ năng, như vậy tự thật có phụ trợ đổ vũ phạm chiến đấu năng lực. Chu Minh tỉnh kỳ thật cũng phi thường mê mang, không biết nên như thế nào tăng lên sức chiến đấu của mình, dù sao chỉ có bản thân có đầy đủ giá trị, mới có được cùng đổ vũ phạm trở thành đồng bạn vốn liếng. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập? Chu Minh tỉnh vừa nghĩ tới mình cũng có thể nắm giữ kỹ năng, hưng phấn hỏi. Ngươi thu dọn chăn đệm, đến lúc đó ngủ ở phòng khách nhà ta, chuẩn bị xong thì bắt đầu luyện tập. Có chỉ thị của Đỗ Vũ Phàm Chu Minh tỉnh lập tức bận rộn. Chương 8 Ba kích liên tục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu Minh tỉnh đơn giản thu thập một ít đồ dùng hàng ngày, liền đi theo Đỗ Vũ Phàm về tới phòng trọ của Đỗ Vũ Phàm ở lầu 6. Đơn giản sửa sang lại một phen, Đỗ Vũ Phàm liền nói cho Chu Minh tỉnh biết yếu lĩnh luyện tập chủy thủ đâm vào. Đỗ Vũ Phàm chỉ vào chăn treo trên tường nói. Chúng ta tại ra tay công kích thời điểm, thường thường sẽ đụng phải một loại tình huống như vậy, đó chính là chính mình ra tay đánh trúng địa phương thường thường cùng chính mình muốn đánh trúng địa phương có chút sai lệch. Đỗ Vũ Phàm trực tiếp chỉ vào lỗ hổng lớn nhất trên ga giường nói tiếp. Loại này sai lệch tại thời điểm chiến đấu phi thường trí mạng, nhất là tại đối mặt zombie thời điểm, một khi ra tay sai lệch, không thể đối zombie tạo thành trí mạng thương tổn, như vậy một khi bị zombie phản kích đánh trúng, không chỉ có sẽ lập tức tổn thất tánh mạng giá trị, hơn nữa còn sẽ bị treo lên một cái thi độc GEBUFS, cái này thi độc GEBUFS có thể trong vòng 30 phút khấu trừ ngươi 60 điểm lượng máu, bị zombie đánh trúng trên cơ bản liền không có hơn nửa cái mạng, cho nên mục đích của chúng ta không chỉ là muốn đạt được tinh chuẩn đã kích kỹ năng, càng là muốn đề cao ra tay độ chính xác. Đỗ Vũ Phàm nói xong, Liên bảo chu minh tỉnh cầm lấy dao găm đi tới trước chăn ngươi hiện tại liền nhắm chuẩn một điểm mỗi lần đều toàn lực đâm qua cứ như vậy lặp đi lặp lại luyện tập mệt mỏi thì nghỉ một hồi nghĩ đủ rồi lại luyện chu minh tỉnh gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc đâm vào ga giường sau khi đổ vũ phàm an bài xong chuyện của chu minh tỉnh bản thân cũng không nhàn rỗi đạt được kỹ năng đã kích tinh chuẩn nói rõ ở tận thế trong thế giới thông qua nhiều lần cố gắng luyện tập đem độ thuần thục của một sự vật nào đó đề cao. Loại độ thuần thục này không chỉ thể hiện ở sử dụng, hơn nữa còn có thể lấy hình thức kỹ năng hồi báo cho ngươi. Như vậy tương đối phù hợp mặt thế thế giới tầng dưới chót logic, nỗ lực cầu sinh người sẽ đạt được càng nhiều quà tặng. Tục ngữ nói rất đúng, nguy công niên đau cả đời thương, loại vũ khí đau này tương đối dễ dàng nhập môn, hiệu quả giết địch cũng tương đối tốt. Đỗ Vũ Phàm tuy rằng không biết đau pháp gì, nhưng phương pháp sử dụng cơ bản của đao vẫn có nghe thấy trong đao pháp trọng yếu nhất ba cái cơ sở chiêu thức chính là bổ quét liêu ba chiêu này có thể tùy ý tổ hợp trong thực chiến phi thường linh hoạt mà đỗ vũ phàm luyện tập bắt đầu từ ba phương diện này chỉ thấy đỗ vũ phàm đứng tại chỗ hai tay cầm chui đao của tinh cương đại khảm đao sau đó hai tay giơ tinh cương đại khảm đao lên quá đỉnh đầu cuối cùng lại toàn lực bổ xuống cứ như vậy nhiều lần dơ lên, bổ xuống, loại động tác bổ đao máy móc này, Đỗ Vũ Phạm luyện tập đến làm không biết mệt. Đỗ Vũ Phạm cảm giác mình mỗi một đao bổ xuống, lực lượng của mình liền cùng tinh cương đại khảm đao kết hợp được càng tốt. Bổ, quét, lưu ba loại chiêu thức này, Đỗ Vũ Phạm phân biệt luyện tập một giờ, sau đó lặp đi lặp lại tuần hoàn. Ngoài trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết, Đỗ Vũ Phạm toàn tâm toàn ý tập trung vào ba chiêu luyện tập này. Chu Minh tĩnh luyện một hồi, liền cảm thấy khô khan vô vị, nhưng là chứng kiến Đỗ Vũ Phàm cùng người mấy giống nhau, cũng là khó nói cái gì. Dù sao Đỗ Vũ Phàm cũng coi như lão đại của mình, lão đại của mình cũng không lười biếng, mình sao có thể không biết xấu hổ oán giận khô khan vô vị chứ? Theo càng không ngừng luyện tập, Chu Minh tỉnh ra tay cũng càng ngày càng ổn, bằng không nói như thế nào, mấy móc luyện tập là trở thành thiên tài bất nhị pháp môn đây. Luyện tập, nghỉ ngơi, ăn cơm, ngũ thành hai ngày này chủ giai điệu, bởi vì cường độ cao luyện tập, hai người thể lực tiêu hao cũng là thật lớn. Đỗ Vũ Phàm cũng không keo kiệt chút nào, thịt khô cùng thịt kho tàu đủ, hai người một bữa cơm càng có thể tiêu diệt một nồi cơm điện lớn, còn phối hợp với canh rau dưa mất nước làm. Loại nhiệt lượng này tràn đầy cơm canh, điều này trước mắt tuyệt đại đa số người còn đang dựa vào bánh bích quy nén sống qua ngày, quả thực không dám tưởng tượng. Hai ngày nay cơm nước ăn xong, chu minh tỉnh càng là kiên định muốn đi theo đỗ vũ phạm quyết tâm không chỉ có mỗi ngày ăn ngon uống ngon hơn nữa đỗ vũ phạm nấu cơm tay nghề cũng có chút tinh xảo không hề thua kém bên ngoài khách sạn chu minh tỉnh thông qua đại lượng luyện tập được như nguyện mà đạt được kỹ năng bị động tinh chuẩn đã kích cấp một mà đỗ vũ phạm thông qua điên cuồng luyện tập bổ quét liêu ba chiêu càng là thu được một cái chủ động kỹ năng ba liên kích ba liên kích cấp một Tiêu hao 10 điểm kỹ xảo giá trị, thời gian làm lạnh 1 phút, sau khi sử dụng, cường hóa sau 3 lần công kích, một kích thứ nhất tăng lên 10% thương tổn, kích thứ hai tăng lên 20% thương tổn, kích thứ ba tăng lên 30% thương tổn. Nhìn kỹ năng mình mới đạt được, đổ vũ phạm đối với 5 ngày sau khiêu chiến mèo đen biến dị, cướp lấy rương vật tư hoàng kim lòng tin lớn hơn không ít. Ngày 6 tháng 1 năm mạc thế lịch, 13 giờ chiều. Toàn thuộc tính 3 điểm giá trị thể lực khôi phục lại 130 điểm, đổ vũ phạm mặc vào phòng hộ đơn giản, hai thanh chủy thủ đeo ở bên hông, cầm trong tay dao phay tinh cương, trên lưng đeo ba lô, vũ trang hạng nặng. Chu Minh Tĩnh cũng dùng tới vỏ giấy cứng làm hộ cánh tay, cầm trong tay hai thanh chủy thủ, chuẩn bị lần thứ nhất săn giết zombie. Trước khi ra khỏi cửa, Đỗ Vũ Phạm nói với Chu Minh Tĩnh: Minh Tĩnh, linh tinh zombie liền giao cho ngươi luyện tập. Những này zombie tốc độ không chậm, lực lượng cũng lớn đối mặt chúng nó thời điểm nhất định không thể có lùi bước ý niệm một khi ý niệm dao động cũng rất dễ dàng bị thương vũ phàm ca ta nhớ kỹ ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng hai tay chu minh tỉnh nắm chặt chủy thủ kiên định gật đầu tốt lắm xuất phát gần đây vật tư tiêu hao quá nhanh chúng ta phải tận lực thu thập một ít hộp vật tư bằng đồng thau mở cửa chống trộm Đỗ Vũ Phàm và Chu Minh tỉnh bước lên hành trình gian nan dọn dẹp con đường số 9. 13 giờ chiều cùng 14 giờ thời điểm, chính là trong một ngày ánh mặt trời sinh động nhất thời điểm, cũng là zombie hoạt tính thấp nhất thời điểm. Đỗ Vũ Phàm ở tòa nhà thứ ba, ngoại trừ phòng của mình và Chu Minh tỉnh, còn lại cửa phòng đều đã bị tan thi đột phá. Cả tòa nhà người đều đã tán thân ở zombie trong miệng, bị gặm ăn sạch sẽ, hóa thành chồng chất xương trắng mà những căn phòng bị tang thi đột phá này cũng trở thành nơi ban ngày tang thi che khuất mặt trời. Zombie chỉ có 1,2 cái phòng, không có cái rương đổi mới, mà tụ tập 5 cái cùng 5 cái zombie trở lên phòng, không một ngoại lệ địa đều có một cái thanh động vật tư rương. Đỗ Vũ Phàm và Chu Minh tỉnh vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy nhà ông Ngô đối diện có một con tang thi đang ngẩn người. Đỗ Vũ Phàm nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Minh Tĩnh nói. Xem ngươi, ta lượt trận cho ngươi, nếu có tang thi khác đánh lén, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chu Minh Tĩnh nhìn chầm chầm tang thi nhà ông Ngô, gật gật đầu. Thấy thân thể Chu Minh Tĩnh khẽ run rẩy, Đỗ Vũ Phàm tiếp tục lên tiếng an ủi. Đừng sợ, cửa ải này không qua được, đến lúc đó làm sao đi lấy rương vật tư hoàng kim. Muốn nói không sợ hãi là không có khả năng, Chu Minh Tĩnh dù sao cũng là nữ sinh, lại không giống Đỗ Vũ Phàm, có được thuộc tính tăng lên của hệ thống, Đỗ Vũ Phàm đối với biểu hiện của Chu Minh Tĩnh cũng không có trách móc nặng nề. Mặc dù Chu Minh Tĩnh thập phần khẩn trương, hai tay gắt gao nắm chủy thủ, thậm chí ngay cả khớp ngón tay cũng bởi vì dùng sức mà đã trắng bệch. Đỗ Vũ Phàm vỗ vỗ bả vai Chu Minh Tĩnh, nói: "Thả lỏng. Dùng sức quá mạnh, cơ bắp run rẩy kịch liệt sẽ đánh lệch." Chu Minh Tĩnh lấy hết dũng khí, bước ra kiên định bước chân, hướng zombie đi đến. Nhìn Chu Minh Tỉnh rốt cục bước ra một bước này, Đỗ Vũ Phàm cũng vui mừng nở nụ cười. Bao nhiêu nam nhân cũng không dám bước ra một bước này, nghẹn khuất mà chết ở trong miệng tang thi. Bước đi này của Chu Minh Tỉnh khiến Đỗ Vũ Phàm cuối cùng cũng chấp nhận cô. Chu Minh Tỉnh khoảng cách zombie càng ngày càng gần, Đỗ Vũ Phàm cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi Chu Minh Tỉnh gặp phải nguy hiểm, Đỗ Vũ Phàm nhất định phải cứu Chu Minh Tỉnh, trợ lực này, Đỗ Vũ Phàm nhất định phải bảo trụ chương 9 Phong tỏa thứ ba tòa nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 10 Thép tinh trường thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đỗ Vũ Phàm cùng Chu Minh tỉnh hai người lục tục từ trong các hộ gia đình ở tòa nhà thứ ba, đem một ít đồ dùng tương đối kiên cố chuyển đến đầu cầu thang lầu một. Đem những đồ dùng này xây lên một cách hợp lý, chỉ để lại một thông đạo chỉ có thể chứa được một người đi qua, lại dùng hai bộ sofa bằng gỗ chặn ở cửa thông đạo này, một bình phong đơn giản nhưng tương đối bền chắc cứ như vậy hoàn thành. Đỗ Vũ Phàm thử đụng vào lá trắng hai người đã xây xong, kết quả lá trắng vẫn không nhúc nhích, xem ra Tang Thi muốn du đảng vào tòa nhà thứ ba lần nữa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi hai người xây xong bình phong, sắc trời cũng dần dần âm trầm. Tang Thi bắt đầu sinh động hẳn lên, Tiếng tang thi tru lên liên tiếp truyền đến lỗ tai Đỗ Vũ Phàm, có vẻ thập phần thấm người. Đỗ Vũ Phàm chặn lối đi, liền cùng Chu Minh Tỉnh trực tiếp về nhà. Buổi tối mặt thế thế giới nguy hiểm trình độ thẳng tắp tăng lên, mặc dù khoảng cách vòng thứ nhất thiên tai đã càng ngày càng gần, nhưng là buổi tối hành động thật sự không thể thực hiện, Đỗ Vũ Phàm cũng không dám liều lĩnh. Hôm nay ra ngoài hoạt động, Đỗ Vũ Phàm cùng Chu Minh Tỉnh đều không có bị thương, quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Tuy rằng chỉ đạt được một thùng vật tư bằng đồng thau và tám chai nước khoáng 2 lít, nhưng lá chắn của tòa nhà thứ ba đã chuẩn bị xong, bảo đảm an toàn của hai người đổ vũ phàm trực tiếp tăng lên một bậc. Hơn nữa truyền kỳ vật phẩm hệ thống thăng cấp tiến độ cũng đạt tới 37, 100, dựa theo cái này tiến độ đi xuống, đổ vũ phàm hoàn toàn có thể tại đi lấy hoàng kim vật tư rương trước, đem truyền kỳ vật phẩm hệ thống thăng cấp, lấy được truyền kỳ vật phẩm hệ thống khen thưởng thủy hoàng đỉnh. Sau khi hai người về đến nhà, lại đến phân đoạn kích động lòng người mở rương. Tại Chu Minh tỉnh mãnh liệt yêu cầu dưới, cái này thanh đồng vật tư rương mở ra quyền liền giao cho Chu Minh tỉnh. Chu Minh tỉnh mở hộp vật tư bằng đồng thau ra, một thanh trường thương lẳng lặng nằm ở tầng trên cùng của hộp vật tư bằng đồng thau. Hoa! Wow. Là một thanh trường thương. Chu Minh tỉnh lấy trường thương ra, một thanh trường thương gần 2M xuất hiện trong tay Chu Minh tỉnh. Giỏi lắm! dĩ nhiên là một thanh trường thương tinh cương. Đỗ Vũ Phàm ra hiệu cho Chu Minh tỉnh đưa trường thương cho hắn xem. Đỗ Vũ Phàm nhận lấy trường thương, cảm nhận được trọng lượng của trường thương tinh cương, lại nhìn mũi thương sắc bén. Thanh trường thương tinh cương này chính là lợi khí giết tan thi, đâm một phát chuẩn. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một triệu tử long, Đỗ Vũ Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng Đỗ Vũ Phàm đã có đại khảm đao tinh cương, hơn nữa còn có kỹ năng liên kích tương đối phù hợp với đại khảm đao tinh cương, thanh trường thương tinh cương này chỉ có thể giao cho Chu Minh tỉnh sử dụng. Hơn nữa mặt công kích của trường thương tinh cương nhỏ, lực xuyên thấu mạnh, khoảng cách dài, một khi Chu Minh tỉnh nắm giữ trường thương tinh cương tương đối thuần thục, phạm vi phòng hộ có thể mở rộng không ít, lúc đổ vũ phạm chém giết thì càng không cần lo lắng khả năng tập kích. Đổ vũ phàm vung trường thương tinh cương vài cái, lúc này mới lưu luyến không rời giao cho Chu Minh tỉnh nói. Minh tỉnh, thanh trường thương tinh cương này cho ngươi, ngày mai cũng đừng luyện tập chủy thủ, chủ yếu luyện tập sử dụng trường thương. Thật sao? Cảm ơn anh Vũ Phàm Chu Minh tỉnh kích động tiếp nhận trường thương, đem trường thương đứng trên mặt đất, trường thương nhanh 2 mét so với Chu Minh tỉnh còn cao hơn không ít. Ha ha ha. Vũ Phàm ca, ngươi xem ta có giống hoa mộc lan hay không? Chu Minh tỉnh nói xong, liền giơ trường thương lên múa vài vòng, thiếu chút nữa bắn trúng đổ vũ phàm. Được rồi. Được rồi. Đừng nhảy nữa, lát nữa phá hủy cả nhà. Đỗ Vũ Phàm ngăn Chu Minh tỉnh hưng phấn lại, tiếp tục kiểm tra vật tư còn lại trong rương vật tư bằng đồng thau. Nằm gói nguyên liệu lẩu bò cây, 3 cân thịt ba chỉ, 5 cân rau quả ghép lại, 2 cân thịt dê non, 2 cân thịt bò non, 4 chai 2 lít nước khoáng, 6 chai coca. Cola, một chai thuốc nhỏ sinh mệnh. Nhìn thấy nguyên liệu nấu lẩu đầy đủ như vậy, xem ra tận thế thế giới cũng biết Đỗ Vũ Phạm có chút thèm lẩu, trực tiếp cho Đỗ Vũ Phạm một bộ lẩu trọn vẹn. Minh tĩnh, em đi nấu cơm hấp, hôm nay chúng ta ăn lẩu. Vừa nghe đến nồi lẩu hai chữ, chu Minh tĩnh nước miếng đều nhanh chảy tới trên mặt đất, lập tức chạy đi nấu nước nấu cơm. Đỗ Vũ Phạm thì bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, bởi vì trên dao phay đã dính đầy máu tan thi, Đỗ Vũ Phàm lại chỉ có thể dùng dao găm chưa từng dết tan thi cắt heo bò thịt dê. Đỗ Vũ Phàm bưng các loại thịt đã cắt sẵn lên bàn, rau dưa ghép lại tự nhiên cũng không thể thiếu, hai chai coca. Cola vừa vặn đông lạnh lại càng là nét bút thần kỳ. Đỗ Vũ Phàm hỏi Chu Minh Tĩnh có thể ăn cay hay không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Đỗ Vũ Phàm trực tiếp đổ hai gói nguyên liệu lẩu bò cay vào trong nồi. Rất nhanh, mùi thơm đặc biệt của lẩu đã tràn ngập cả căn phòng. Trước tiên đem các loại rau dưa trong đĩa trộn đổ vào trong nồi, hai người liền bắt đầu nhúng thịt. Thịt heo thơm nồng, thịt bò ngon miệng, thịt dê ngon, đổ vũ phạm ăn đến quên cả trời đất. Chu Minh tỉnh càng là hóa thân động vật ăn thịt, trên tay căn bản cũng không có ngừng qua. Ngươi chậm một chút. Để lại cho ta. Đỗ Vũ phạm nhìn Chu Minh tỉnh gió cuốn mây tan, vội vàng ngăn cản trong miệng chu minh tỉnh nhét đầy thịt giang nan nói thật sự quá ngon căn bản không dừng lại được nghĩ đến chu minh tỉnh hôm nay cũng tiêu hao khá lớn đỗ vũ phàm cũng là cười bất đắc dĩ lắc đầu trở lại phòng bếp tiếp tục cắt càng nhiều thịt dù sao ăn no tốt làm việc bởi vì hai người ở trong vòng một ngày đầu tiên là huấn luyện lại là giết zombie còn cho tòa nhà thứ ba xây bình phong đã sớm đói bụng trước ngực dáng sau lưng hai người ăn gần ba cân thịt hai cân các loại rau dưa, mỗi người còn tự xoay một chén cơm trắng lớn. Đỗ Vũ Phàm mãnh liệt uống một ngụm lớn coca, thoải mái đến cực điểm, nhìn Chu Minh tỉnh đã chống đỡ ngồi không yên mà ngửa ở trên ghế, nói ra. Người nói xem, cái bụng nhỏ như vậy, sao lại chứa nhiều đồ như vậy? Hi Cúc Chu Minh tỉnh ở một cái vang dội, nói ra. Cái này sao có thể trách ta đây, muốn trách thì trách cái này nồi lẩu thật sự quá ngon, căn bản dừng không được a. À à ta sắp bị no chết rồi đỗ vũ phàm thoáng tính toán một chút nguyên liệu nấu ăn tươi còn lại ít nhất còn có thể ăn lẩu hai lần vì thế liền vung tay lên đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn lại thu vào không gian trữ vật nhìn thức ăn trên bàn trong nháy mắt biến mất không thấy chỉ để lại một cái nồi sắc lẻ loi chu minh tỉnh không thể tưởng tượng nổi hỏi ồ anh vũ phàm anh đang làm gì vậy ảo thuật à đỗ vũ phàm triệt để tán thành chu minh tỉnh sau cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm chính mình có được trữ vật không gian sự tình nhưng là cũng không thể đem hệ thống này thiên đại bí mật nói cho nàng đành phải đem nội quan cho tận thế thế giới vì thế đỗ vũ phàm giải thích ta có một cái bị động kỹ năng gọi là mạc thế mỹ thực gia cái này bị động kỹ năng để cho ta có được một cái trữ vật không gian có thể tùy ý tồn lấy vật phẩm ô vũ phàm ca quả nhiên lợi hại lần này không lo đồ ăn dự trữ chu minh tỉnh giơ ngón tay cái lên nói với đỗ vũ phàm được rồi cũng không còn sớm nữa hôm nay vất vả rồi nghỉ ngơi sớm một chút hai người lại hơi chút tiêu thực sau đó liền tự mình nghỉ ngơi